cần phải có cái sự thay đổi. Mình phát hiện ra là cái một số những cái tiêu chí của doanh nghiệp mình nó đang chưa vững. Vì thế cho nên là mình mới tìm mọi cách để mà mình có thể đưa được những cái sự lựa chọn mà nó tốt hơn đến với cả những người mà đã tin tưởng đi theo mình. Từ đó là chị đã quyết định làm series. Thì trong cái bài trình bày ngày hôm nay thì Anna tin chắc rằng là Anna cũng sẽ chuyển được những cái thông tin này đến tất cả những bạn mà đã dành thời gian quý báu để tham gia vào cái chương trình tìm hiểu thông tin cơ hội kinh doanh này. Thì để Anna sẽ bắt đầu cái phần thông tin này nhá. Chúng ta sẽ nhận ra được là tại sao mà sau cái quá trình mà làm 5 tuần mà Anna quyết định là Anna đóng cửa doanh nghiệp của Anna. Vì Anna quyết định là Anna sẽ phải bỏ cái doanh nghiệp của mình để có thể có một cái sự lựa chọn tốt hơn. Không chỉ tốt hơn cho mình mà còn tốt hơn cho tất cả những người mà đã tin tưởng đồng hành cùng mình trong suốt cái thời gian vừa rồi. Bởi vì là các bạn ấy bỏ đi có lẽ là một cái điều mà làm cho Anna suy nghĩ và cảm thấy là bị tổn thương nhất. Bởi vì mình cho gì mình tốt đến cái cỡ nào đi chăng nữa, mình không giữ được người khác đồng hành cùng mình, chứng tỏ là cái môi trường đấy nó vẫn cần phải được cải tiến hơn nữa. Thì bây giờ chị sẽ chia sẻ cái chương trình ngày hôm nay. Tất cả chúng ta ai cũng có một cái mục tiêu. Và bởi vì có một cái mục tiêu này mà chúng ta sẽ bắt đầu tìm những cái con đường để giúp chúng ta có thể đạt được cái mục tiêu đấy. Cái mục tiêu này sẽ còn là mục tiêu của cả cuộc đời của chúng ta, hay người ta còn gọi là mục đích cuộc đời. Và với mỗi người á, mục đích của mỗi người, người ta quan tâm đến những cái phần khác nhau. Có thể có những người quan tâm đến tiền, quan tâm đến thu nhập, có những người quan tâm đến sức khỏe là sự sống, có những người quan tâm đến phát triển bản thân, đến sự yêu thương, đến sự cống hiến. Có những người thì lại là người ta luôn luôn mong có những cái gì đấy để người ta có thể trao được giá trị ra. Và mỗi từ những cái mục đích đấy mà họ bắt đầu bị hấp dẫn bởi một vài con đường. Có con đường là sẽ đi làm thuê, có con đường thì sẽ là làm chủ mở ra kinh doanh, có con đường là sẽ làm tìm những cái mô hình network như thế này. Thế thì trên con đường đấy mình bắt đầu lựa chọn những phương tiện khác nhau. Mình có nhiều người mà đã xác định được là mình đang đứng ở, ví dụ ở Sài Gòn muốn đi Hà Nội chẳng hạn, thì mình rất là dễ dàng, mình đi xe máy, mình đi ô tô, mình đi máy bay, mình cũng sẽ đến được cái đích mà mình muốn đến. Chỉ cần là mình biết được mình đang đứng ở đâu và biết được cái đích mà mình muốn đến là gì thì tự động là mình sẽ làm được. Và vì thế cho nên rằng là chúng ta sẽ bắt đầu phân vân giữa cái việc là chúng ta phải chọn một cái phương tiện gì để đi cho nó nhanh. Thế thì chị luôn luôn, Anna luôn luôn mong muốn là Anna sẽ có một cái doanh nghiệp triệu đô. Đấy là cái mục tiêu mà mình đã bị ghim vào đầu rồi. Thế cho nên là mình luôn luôn hướng đến là làm thế nào để tôi có thể có được doanh nghiệp triệu đô. Doanh nghiệp triệu đô là cái tiền mình cất đi ấy, chứ không phải là cái doanh số mang về. Doanh số mang về thì trong cái năm vừa qua là mình dư rồi, nhưng mà tiền mình chẳng có. Đã làm cho mình chăn trở rất là nhiều. Mình cũng học hành bài bản, mình cũng làm rất là nhiều, mà tại sao cái con đường mình chọn đấy, con đường mở doanh nghiệp đấy, nó lại chưa đạt được. Và bắt đầu Anna vẫn bắt đầu suy nghĩ rằng là 5 năm nữa mình sẽ là ai, 5 năm nữa liệu mình có đạt được những cái mục tiêu mà mình đạt được hay không. Và rồi mình mới suy nghĩ là với cái con đường hiện tại mình đang làm là cái doanh nghiệp hiện tại của mình á, nếu mà mình không thay đổi nó đi thì 5 năm sau mình vẫn cứ như thế, mình vẫn quay tròn ở trong cái việc mà làm xoay sở với dòng tiền, làm thế nào để dòng tiền dương. Và Anna lại muốn là trong 5 năm nữa mình phải đạt được cái mục tiêu triệu đô đấy. Và không những thế, mình lại có thể xây dựng được một cái đội ngũ kinh doanh cùng với mình và làm tạo ra được một đội nhóm cùng giàu có với mình. Vì thế cho nên là Anna mới tìm đến một cái mô hình mới có tên gọi là Network Marketing. Và với trong cái mô hình Network Marketing thì Anna đã để ý 11 năm nay rồi. Và trong số những cái đối tác, những cái người bạn bè mà có cái thu nhập rất là cao như thế, thì trong số đấy, một nửa trong số đấy là doanh nghiệp truyền thống và một nửa trong số đấy là doanh nghiệp mà đã làm network marketing, làm MLM. Và Anna có tìm đến họ để Anna xin những cái lời hướng dẫn, những cái lời chỉ dẫn. Và khi mà có những cái lời chỉ dẫn ấy thì mình bắt đầu tìm tòi và mình bắt đầu phát hiện ra là những cái yếu tố mà tất cả những tư vấn viên họ quan tâm để khi mà họ lựa chọn một doanh nghiệp á, thì cũng chính là những yếu tố mà mình quan tâm, đó là công ty có uy tín hay không, có phải là một người khổng lồ thực sự để an tâm làm việc hay không, sản phẩm có tốt hay không,
vùng nguyên liệu có tốt hay không, cái cách mà marketing để mà có thể đưa được sản phẩm phân phối ra đến thị trường có tốt hay không, cái cơ hội hiện tại là có còn hay không, thị trường đang còn mới để chúng ta có thể bắt đầu hay đã bão hòa. Và từ đó mà Anna tìm thấy ở đây được một cái cơ hội mà nó đáp ứng được những cái tiêu chuẩn rất là khắt khe mà hiếm hoi Anna mới tìm được trong suốt 11 năm qua. Thì Anna xin được giới thiệu với các bạn một cái cơ hội có tên là Siberian Wellness. Và cái tên cũng đến từ cái vùng nguyên liệu của nó là vùng Siberia rộng lớn. Họ có một cái thông điệp là thực sự Siberia, thực sự sáng tạo và vì con người. Và bây giờ Anna xin mời các bạn xem một cái đoạn video khoảng 4 phút về cái vùng nguyên liệu này để chúng ta có thể biết được là nguồn gốc xuất xứ của những cái sản phẩm mà chúng ta đang tìm hiểu xem nó có phù hợp với chúng ta để kinh doanh hay không, nó đến từ đâu và tại sao nó lại xứng đáng để cho chúng ta lựa chọn trong cái thời điểm này. À, bạn chờ Nam một chút. Có thể mỗi chúng ta đều đã từng được nghe về từ này. Ở bất kỳ quốc gia nào, có thể mọi người đều biết về từ này. Nhưng bạn còn biết điều gì nữa về vùng đất này không? Ngoại trừ sự xa xôi và ở đó khí hậu cực kỳ giá lạnh. Chúng ta hãy cùng bắt đầu khám phá. Siberia, đó là một vùng lãnh thổ rộng lớn. Siberia rộng lớn hơn cả châu Âu, Trung Quốc, Mỹ, Úc hoặc Nam Mỹ. Ở nơi đây, bạn sẽ được chiêm ngưỡng rừng taiga, khu rừng lớn nhất trên hành tinh. Được chạm tay vào mặt nước hồ Baikal, hồ sâu nhất trên thế giới. Mà bạn sẽ tìm thấy 4 trong số 10 con sông lớn nhất trên thế giới. Đó là sông Yenisei, sông Ob, sông Lena và sông Amur. Chính nơi đây, tại Siberia, là nơi tập trung 30% trữ lượng nước ngọt của hành tinh chúng ta. Bây giờ chúng ta hãy cùng di chuyển lên thượng nguồn sông Lena, một trong những con sông vĩ đại của Siberia, và có mặt tại Yakutsk. Không gian bao la này làm sửng sốt biết bao du khách bằng vẻ đẹp lạnh giá và sơ khai của mình. Không đơn giản để có thể đặt chân đến đây. Nhưng chính tại đây, chúng ta mới có cơ hội chứng kiến một Siberia thực sự hoang dã. Có mặt tại điểm lạnh nhất của Bắc Bán Cầu, tại Omiyakon, nơi đây nhiệt độ mùa đông lạnh đến âm 70 độ C. Tận mắt chứng kiến những vách đá sông Lena. Đây là khu bảo tồn thiên nhiên trong danh sách di sản thế giới của UNESCO, với dải vách đá thẳng đứng dài hơn 40 km. Chúng trải dài theo hữu mạn của sông Lena. Hoặc sải bước trên sa mạc giữa rừng taiga Yakutsk, đó là những cồn cát thiên nhiên độc đáo có tên gọi Tukulan. Bãi cát trải dài hàng chục km trên các đỉnh núi. Cát lại xuất hiện ở đây, tại Siberia, không có câu trả lời chính xác cho câu hỏi này. Phần lớn thời gian trong năm ở đây rất lạnh và bị tuyết bao phủ. Vào mùa đông, cột nhiệt kế có thể dễ dàng đạt mốc âm 50 độ C, còn lớp tuyết thì rơi hàng mét. Tuy vậy, vào tháng 7, chúng ta vẫn có thể tìm thấy tuyết. Khí hậu khắc nghiệt ở những vùng đất này đã giúp gìn giữ vẻ đẹp nguyên thủy của thiên nhiên hoang dã và bảo vệ chúng không bị các ngành công nghiệp xâm chiếm. Và có mặt nơi đây, chúng ta sẽ được chứng kiến những điều thực sự kỳ diệu. Ở Siberia,
chỉ 3 tháng, đây là thời gian để cho thiên nhiên hồi sinh. Loài thảo mộc khác nhau đang cố gắng để kịp đâm chồi ra hoa và để lại hạt của mình. Nếu như mùa đông mang đến cho chúng ta phong cảnh tuyết trắng bao la, thì mùa hè mặt đất lại được che phủ bởi vô số các loài hoa của thảo mộc Siberia. Nhưng mùa hè ngắn ngủi ở Siberia cũng là một thử nghiệm khắc nghiệt. Trong điều kiện khí hậu lục địa thay đổi đột ngột của Siberia, nhiệt độ mùa hè cũng có thể dễ dàng đạt tới dương 40 độ C. Bạn hãy thử hình dung xem, tồn tại trong khí hậu khắc nghiệt và ở điều kiện chênh lệch nhiệt độ thường xuyên. Mùa đông âm 60 độ, mùa hè dương 40 độ. Có thể tồn tại được không? Nhưng thảo mộc thì có thể. Thảo mộc Siberia, đó là nguồn tài nguyên chủ yếu của Siberia. Vâng, và có lẽ là của toàn hành tinh. Trên thế giới ngày càng ít đi những địa danh nơi có thể bắt gặp số lượng khổng lồ các loài thảo dược mọc hoang dã như ở đây. Ngoài những vách núi đá sông Lena, ở Siberia dưới sự bảo vệ của UNESCO còn có 6 công trình của thiên nhiên sơ khai có giá trị quốc tế. Núi lửa Kamchatka, đảo Vragen, cao nguyên Putorana, Baikan huyền thoại. Đó là những thảo nguyên bảo hộ thuộc thung lũng Upsulu và những ngọn núi vàng Altai. Núi Altai. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã chăm chú theo dõi cái phần video vừa qua. Đấy chính là cái video mà giới thiệu cái vùng nguyên liệu của Siberia. Và giống như Anna đã nói rằng một trong những cái lý do mà khiến cho mình lựa chọn Siberia cũng như là quyết định đóng cửa cái công ty Yobo của mình, đó là bởi vì là mình thấy rằng là cái nguyên liệu của mình dùng là nguyên liệu ở Việt Nam và nó không tốt bằng cái nguyên liệu từ thiên nhiên hoặc còn hoang sơ. Và ở Siberia có những cái vùng hồ như hồ Baikan là hình thành 2 triệu năm nay rồi mà chưa hề có một cái sự thay đổi nào cả. Và có rất nhiều những nguyên liệu trà của chúng ta, trà thảo mộc của chúng ta là xuất hiện ở trên là ở cái vùng hồ Baikan đó. Và thì để Anna xin chia sẻ tiếp cái phần kinh doanh của mình. Công ty Siberia đã phát triển ở 26 quốc gia, trong đó có 2 thị trường khó tính nhất là Đức và Mỹ. Mình đã tồn tại 24 năm phát triển thành công với cái tư cách là một tập đoàn đa quốc gia, và trước đấy thì có những cái năm hoạt động ở trong nội bộ của Liên bang Nga. Ở Nga chúng ta có trên 250 sản phẩm và ở thị trường Việt Nam của chúng ta đang có 160 sản phẩm. Đây là những cái hình ảnh về trung tâm chăm sóc khách hàng đặc trưng của công ty. Và đây là hình ảnh của ông bà chủ tịch ạ. Đây là bà chủ tịch, thì năm 16 tuổi bà đã viết lên cánh cửa nhà mình là tôi muốn làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Và từ đấy mà bà đã bắt đầu sứ mệnh của mình bằng cách là mở ra công ty Siberian Wellness. Và chồng của bà là con trai của một trong 5 cái nhà khoa học mà danh giá nhất nước Nga. Và ông đồng thời cũng là giám đốc trung tâm khoa học sáng tạo của tập đoàn. Đội ngũ gồm hơn 100 những cái nhà khoa học đã tạo ra những cái sản phẩm mà có những cái bằng sáng chế, những cái bản quyền độc đáo của Siberia. Và đây là thế giới những cái sản phẩm độc đáo của tập đoàn. Khi mà chúng ta kinh doanh một cái lĩnh vực thì chúng ta xác định luôn chúng ta là doanh nhân và chúng ta kinh doanh những cái dòng sản phẩm tốt cho sức khỏe. Vì thế mà chúng ta sẽ lựa chọn xem là những cái dòng sản phẩm này nó phù hợp với chúng ta ở mức độ như thế nào để chúng ta có thể kinh doanh. Ở Siberia chúng ta có một cái dòng đầu tiên là dòng dinh dưỡng thể thao. Và dinh dưỡng thể thao là toàn là thành phần tự nhiên và tối đa những cái tinh chất trong một cái khẩu phần sử dụng. Rất là phù hợp với những người bận rộn, ưa những cái thứ gì mà nhanh gọn lẹ và đặc biệt là không có calo đó. Cái sản phẩm đầu tiên có thể kể đến là một cái dòng sản phẩm mà rất là được ưa chuộng, đó là Yogo. Yogo gồm có 2 món là Yogo Protein và Yogo Vị Dâu. Yogo Protein này là cái màu trắng này là cái để thay thế bữa ăn, và thay thế bữa ăn không những thay thế bữa ăn mà nó còn có khả năng mà kích thích đốt cháy mỡ nữa, cho nên nó rất là phù hợp trong cái việc mà người ta giảm cân. Và kết hợp với cái sản phẩm này, sản phẩm màu cam này để giúp mà tăng đốt cái lượng đường dư thừa trong máu. Đây là sản phẩm protein. Protein thì chúng ta có những cái sản phẩm protein dành riêng cho dân tập luyện và những sản phẩm protein mà dành cho những cái người mà có chế độ ăn đặc biệt. Đó thì chúng ta có thể nhìn thấy đây là mỗi cái gói là đều đã được chia thành vào trong những cái túi nhỏ, và một cái túi nhỏ này là một cái túi nhỏ để mà mình có thể xé ra là dùng thôi. Đó, mình không cần phải vác đi cả hộp to cho nên nó rất là tiện lợi.
và đây những sản phẩm whey dành cho những cái dân mà tập chuyên nghiệp. Đồng thời chúng ta có những cái cả những cái sản phẩm vitamin nữa dành cho dân tập chuyên nghiệp nữa, trong đó có cái glucosamine này này. Cái glucosamine này là cái mà khi mà Anna cùng những các tư vấn viên tư vấn cho những cái người mà có tuổi cao dùng á, ví dụ như là cứng lưng không thể cúi được hoặc là đau chân á, thì khi mà mình dùng thì có những người mà hợp sản phẩm thì họ có thể sau 2-3 ngày là họ đã có thể cúi được xuống rồi, cúi được mà tay chạm đất được rồi. Cho nên là họ rất là yêu những cái sản phẩm này. Dòng sản phẩm số 2 của Siri là dòng chăm sóc da. Ở Siri á, thì dòng chăm sóc da của chúng ta là có một cái nguyên tắc là không có bất kể một cái thành phần có hại nào cả. Và đến 100% từ những thảo dược vùng Siri, và có những cái thương hiệu nguyên liệu là từ những cái thương hiệu quốc gia. Chúng ta có cái dòng là dòng spa. Dòng spa tức là gồm có tẩy tế bào chết này, rồi sữa tắm, rồi dưỡng thể. Và dòng spa này có đặc điểm là chỉ có giá là hơn 200.000 thôi. Chúng ta dùng một lần là chúng ta sẽ cảm thấy là falling in love, yêu những sản phẩm này liền. Bởi vì hương thơm thì rất là tự nhiên và khi mà dùng lên da cảm thấy độ mướt rất là nhiều, rất là thích. Chúng ta có một cái dòng là dòng chăm sóc da là gọi là dòng Extraranta, là cái dòng mà thiên về trẻ hóa. Và khi mà Anna dùng cái bộ sản phẩm này, Anna dùng được khoảng 7 ngày thì mình bắt đầu thấy được những cái việc mà vết thâm trên mặt mình nó bắt đầu giảm này, cơ mặt của mình, trong cái da của mình nó săn chắc hơn. Và rồi mình cũng rất là ngạc nhiên vì tại sao nó lại có cái kết quả nhanh như thế. Và cứ tiếp tục sử dụng thì mình mới phát hiện ra là cái tốc độ trẻ hóa của những cái tế bào khi mà sử dụng những cái sản phẩm này là nó đẩy nhanh lên rất là cao. Với một cái người mà trên 30 tuổi thì chúng ta có cái tốc độ mà gọi là tái tạo tế bào rất là chậm, nhưng mà khi dùng những sản phẩm này nó sẽ đẩy nhanh quá trình đấy lên. Đồng thời trong cái bộ này còn có nhiều sản phẩm khác nữa như là sữa rửa mặt, rồi tẩy tế bào chết, rồi nước hoa hồng, dầu làm sạch sâu, rồi mặt nạ đều có giá là hơn 200.000. Và mình có cả những cái sản phẩm, những cái sản phẩm chăm sóc da ngày đêm. Ở đây chúng ta có một số sản phẩm sắp về cho nam giới, như là các bạn đã nhìn thấy trên màn hình là gồm có dầu tắm gội với cả kem cạo râu. Chúng ta cũng có luôn một cái bộ sản phẩm chăm sóc da mới với một cái giá rất là rẻ là dưới 200.000. Và đây là những cái sản phẩm mà dạng bọt để dành cho mọi đối tượng, trong đấy có cả đối tượng tuổi teen cũng rất là thích. Đây là những cái loại mặt nạ mà sẽ về trong thời gian tới. Dòng số 3 của Siri là dòng thực phẩm chức năng, có cái chức năng gọi là có cái khả năng trị liệu rất là cao. Đấy là một cái dòng nổi tiếng của Siri. Ở Siri thì các nhà khoa học ấy đã nghiên cứu ra một cái chương trình khoa học có bản quyền độc đáo có tên gọi là thanh lọc năng lượng cân bằng. Tức là họ cho rằng nếu như chúng ta có thể có cách nào đấy mà đẩy được tất cả những cái cặn bã độc tố chất thải bên trong cơ thể của chúng ta ra ngoài thì tự động cơ thể của chúng ta sẽ khỏe khoắn. Và từ cái việc mà mình được đẩy ra ngoài rồi thì bắt đầu bổ sung những cái gọi là sơn hào hải vị, những cái thứ tốt trong cơ thể của chúng ta. Và từ việc mà bổ sung như vậy thì sẽ giúp tế bào có thể có năng lượng hoạt động này. Đồng thời là cái gì xấu, cái gì thừa bỏ đi, cái gì thiếu thì bổ sung, đấy là nguyên tắc cân bằng. Và trên màn ảnh này là một bộ mà thiên về thanh lọc và giúp cho những cái người mà có những nguy cơ bị đột quỵ này, phòng bệnh mãn tính và ung thư. Và có một điều đặc biệt là những cái sản phẩm ở trên này này tổng cộng lại có giá chưa đến 2 triệu. Tức là nếu như ai mà chỉ có 200.000 thôi, mình vẫn hoàn toàn có thể giới thiệu cho người ta đến những sản phẩm căn bản nhất. Và nếu ai mà có khoảng 2.6 triệu thì chúng ta hoàn toàn đã có thể thiết kế cho họ được nguyên một cái chương trình đầy đủ thanh lọc năng lượng cân bằng để họ sử dụng rồi. Tiếp đến là cái sản phẩm Formula. Đây là một sản phẩm mà được tạo ra trong cái năm mà nhà máy điện hạt nhân của Ukraine bị nổ. Và lúc đó thì các nhà khoa học đã tạo ra sản phẩm này để giúp cho các cái người dân quanh cái vùng Đông Âu đấy có thể giảm bớt được những cái nguy cơ ung thư. Và sản phẩm này có khả năng thải độc ở cấp độ tế bào luôn. Nó có 3 bằng sáng chế ở Liên bang Nga. Nó có thể thải độc rượu rất là tốt này. Nó cũng có thể là bị ngộ độc thức ăn thì mình uống khoảng 5 đến 10 viên. Sau khoảng 6 tiếng là mình sẽ hết đau hoàn toàn mà không cần phải dùng đến thuốc. Rồi mình có thể dùng để ngâm rau củ quả, mình lấy cái bột ra mình sẽ thấy được là nó tiết được những cái chất mà gọi là những chất bảo vệ thực vật ở trong rau củ quả ra rất là nhanh. Thậm chí là mình có một số bạn là bị những cái viêm họng, rồi bạn lấy hẳn cái bột đấy bạn ngậm thì nó làm khả năng chống viêm rất là tốt. Đây là cái dòng năng lượng. Dòng năng lượng thì mình có cái dòng sinh lý nam, không những hỗ trợ cho nam giới tăng cường sinh lý mà đặc biệt là còn giúp cho nam giới được bảo vệ những cái cơ quan sinh sản có ở nam giới và giúp cho tăng cường cái sức đề kháng ở nam giới luôn.
Đây là chương trình cho phụ nữ này. Cho phụ nữ thì mình có những chương trình chăm sóc từ bên trong, chăm sóc làm đẹp, làm khỏe từ bên trong, cân bằng lại nội tiết tố từ bên trong. Và từ đó mình có thể cải thiện những cái triệu chứng về da như là nám này, như là da dầu, hay là những trường hợp bị mụn, hoặc là những trường hợp mà bị rỗ. Và ở đây cái trường hợp nám mà ai đã làm trong ngành spa sẽ biết rằng là gần như mình không thể nào mình dám cam kết là mình chữa hoàn toàn được. Với những cái trường hợp da khác thì chỉ sau khoảng 1-2 tháng mình đã cảm nhận được cái kết quả rất là rõ nét rồi. Còn với những trường hợp bị nám thì ở đây đã có những trường hợp mà hai bên mặt nám đen, dùng sản phẩm từ 9 tháng đến 1 năm là da rẻ hồng hào trở lại. Đấy là những cái kết quả mà kết quả thì không biết nói dối, và từ đó mà người ta rơi vào một cái tình yêu sâu sắc dành cho những cái sản phẩm của Siri. Siri có cái dòng sản phẩm Daily Box. Daily Box là những cái dòng sản phẩm mà mình có thể thấy là đã được thiết kế thành những cái hộp. Một hộp này nó sẽ có 30 túi để uống trong vòng 1 tháng. Vision Box là cho mắt này. Boon Box là cho tim mạch, IQ là cho máu lên não, cải thiện cái trí nhớ. Step Box là cho cơ xương khớp. Immunobox là cho tăng sức đề kháng, và Mamabox là dành cho bà mẹ mang thai và sau sinh sử dụng. Mình cũng có những cái sản phẩm được gọi là năng lượng thiên nhiên hoang dã, nó có công dụng là tăng thúc đẩy cái sức đề kháng của chúng ta lên ngay lập tức. Tức là nếu mà chẳng may chúng ta đi vào vùng dịch rồi, chúng ta tiếp xúc với những người có dịch rồi, chúng ta quên những cái biện pháp phòng vệ, thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng tăng cường cái liều lượng lên để chúng ta bảo vệ cơ thể của chúng ta. Ngoài ra nếu như bạn nào mà bị hắt hơi sổ mũi dạng như là cảm cúm cảm lạnh á, thì bạn chỉ cần uống là 3 ống, và 3 ống là khoảng sau 2 tiếng sau là bạn đã cảm nhận được cái nó có giúp các bạn có thể cầm được cái cơn hắt hơi sổ mũi đấy rồi. Rất là hay. Đây là cái dòng đẳng cấp là siêu vitamin. Siêu vitamin thì nó sẽ phù hợp với những người khỏe mạnh, những người muốn cải thiện năng lực hoạt động, và những người mà bị bệnh nhẹ nhẹ, giả dụ như là bị đau dạ dày nhẹ, bị mất ngủ nhẹ này, bị một số những cái triệu chứng gì mà nhẹ nhẹ bị bệnh á, thì mình hoàn toàn có thể sử dụng siêu vitamin. Neurovision là một sản phẩm mà giúp tăng cường cái khả năng tập trung của não bộ và cho mắt. Ví dụ như những cái người mà bác sĩ này mổ xẻ này, những cái người làm trong ngành y đang phải chăm sóc khách hàng rất là vất vả trong thời gian vừa qua, hay là giám đốc, những cái người mà làm spa mà phải thường xuyên làm dưới ánh đèn laser mà mắt hoặc là cái độ tập trung cần phải cao. Những cái trainer, những cái diễn giả thì mình đều cần phải dùng cái Neurovision này hết. Và Neurovision là sản phẩm có đặc điểm là bạn chỉ cần dùng từ 1 đến 3 ngày là bạn sẽ cảm nhận được hiệu quả ngay lập tức. Chúng ta có một sản phẩm là Stress Relief. Sản phẩm này là giúp giảm căng thẳng và giúp cải thiện giấc ngủ dành cho những người mà thường xuyên bị căng thẳng. Có những người họ bị mất ngủ là do họ bị stress, họ bị béo phì, họ bị stress, họ bị gầy gò do họ bị stress, thì mình có thể cung cấp cho họ những sản phẩm này giúp họ giải tỏa cái nguyên nhân về tinh thần, rồi từ sau đó mình mới có thể cung cấp cho họ những cái sản phẩm để giúp họ có thể cải thiện về tình hình sức khỏe. Ở series cái dòng số 3 là dòng năng lượng ấy, số 3 là dòng cân bằng, là một cái dòng mà rất là đặc biệt, tức là nó giúp cho não của chúng ta, tim của chúng ta, rồi gan của chúng ta, cơ quan hô hấp và khớp của chúng ta được cân bằng lại cái hoạt động. Tức là nó biết cái lúc nào là mặt trời lặn, lúc nào là mặt trời mọc, và từ đó mà mình sẽ được hoạt động và nghỉ ngơi hợp lý. Khi một cái máy móc thiết bị nào mà được nghỉ ngơi hợp lý thì nó tuổi thọ của nó cũng tốt hơn. Và ngoài ra chúng ta còn có những sản phẩm dành cho trẻ em. Trẻ em từ 3 tuổi trở lên là có thể sử dụng hai sản phẩm này rồi. Gồm có hai sản phẩm là tăng sức đề kháng và làm cho tiêu hóa thuận lợi hơn là Vitamama Sweet. Và có một sản phẩm là tăng cường omega 3 cho sự phát triển của não bộ, tăng bôi trơn mắt và các cái khớp, thì là sản phẩm omega 3 từ dầu hạt lanh. Và hai sản phẩm này có giá chỉ có khoảng 143.000 và hơn 200.000 cho một lọ, dùng được có thể là 1-2 tháng luôn. Cho nên là đây là một trong những cái sản phẩm bộ đôi mà rất là được nhiều trẻ có cha mẹ mà kinh doanh ở trong series sử dụng. Và khi mà có một cái sản phẩm tốt ấy ạ, thì bất kể ai mình cũng rất là quan tâm là sản phẩm tốt rồi thì bây giờ mình sẽ kinh doanh như thế nào. Có nhiều khi Anna cứ chăn trở là ôi sản phẩm của mình tốt thế, sản phẩm của mình hiệu quả thế. Anna đã hướng dẫn cho 15.000 khách hàng giảm cân thành công bằng cái phương pháp của Anna.
Thế mà mình vẫn không có khả năng mà mình, và trong một thời gian rất ngắn nha các bạn nhé, trong vòng có vài tháng thôi, thế mà mình vẫn không có cái khả năng để mà mình có thể có được cái dòng tiền dương cũng như là xây dựng được một cái doanh nghiệp triệu đô. Mình nhìn vào cái lợi nhuận nó quá ít như thế, mình biết là cho dù có 5 năm nữa mình lại tiếp tục đầu tư thôi, và khi tiếp tục đầu tư thì mình sẽ chưa thu về được lợi nhuận ngay. Và vì thế cho nên là Anna bắt đầu đi tìm tòi là ở cái chỗ này, tức là mình thực sự bắt đầu nghiêm túc là khi mà mình đã nỗ lực hết cỡ rồi, sử dụng tất cả các giải pháp rồi mà chưa được, thì mình biết rằng là có một cái mô hình truyền thống là nhà sản xuất qua bán buôn bán lẻ, có chạy quảng cáo tiếp thị để đến tay được người tiêu dùng. Và cái thực sự thì người ta nói rằng là phải đến 50% cái phần nằm ở cái phần bán buôn bán lẻ và quảng cáo tiếp thị này. Mà chúng ta bây giờ mà chúng ta kinh doanh online, chúng ta sẽ thấy rằng là có khi chi phí quảng cáo của chúng ta nó có thể chiếm đến quá 50% luôn, đúng không ạ? Để chúng ta chuyển hàng online thì chúng ta còn chi phí quảng cáo nó còn quá tội. Và Anna rất là mệt mỏi với cái điều đấy, với những cái công cụ. Và Anna quyết định là mình sẽ tìm một cái mô hình mà phân phối theo cái hệ thống gồm những cái tư vấn viên phân phối độc lập. Là thay vì như thế, người Mỹ họ đã sáng tạo ra một mô hình mà họ cho rằng là có một số sản phẩm thì nếu mà bán qua những kênh mà các cái đại lý hoặc là các cái siêu thị cửa hàng ấy, thì người sử dụng không được hướng dẫn cụ thể cách dùng, tại vì không ai ở đấy mà có một dàn PG để mà hướng dẫn cả. Và họ nhận ra là nếu như mà chúng ta có thể có được một cái đội ngũ những cái nhà tư vấn viên, họ vừa dùng sản phẩm và vừa đi chia sẻ, thì như vậy họ sẽ làm những cái demo tốt hơn này. Họ sẽ làm những cái demo tốt hơn và đồng thời họ cũng sẽ có được những cái việc chăm sóc và hướng dẫn sử dụng tốt hơn. Vì thế mà cái mô hình network, một cái hình thức là network marketing ra đời, tức là từ nhà sản xuất sẽ đến thẳng tay người tiêu dùng. Người ta sẽ mở ra những cái trung tâm chăm sóc khách hàng để người ta nhập khẩu và phân phối sản phẩm trên toàn cầu. Còn lại thì những người tiêu dùng này cũng chính là những người làm marketing và họ sẽ phân phối thông qua truyền miệng. Đấy gọi là mạng lưới network ấy ạ. Và để mà mình bắt đầu kinh doanh thì mình sẽ bắt đầu hiểu được là làm quen với một khái niệm gọi là cấp số nhân. Ở đây á, ở nhóm chúng ta có bao nhiêu bạn đã biết đến cấp số nhân rồi ạ? Mình có thể giơ tay được không ạ? Giơ ngón tay cái. Nếu ai đấy đã biết đến cấp số nhân. Cũng có một số bạn đã giơ tay, đã biết đến cấp số nhân, và một số bạn thì chưa. Thì Anna xin chia sẻ một chút cái ngành nghề kinh doanh mà qua một cái mạng lưới những cái tư vấn viên lại phân phối sản phẩm như thế này, mà người ta gọi là ngành nghề kinh doanh của sự chia sẻ. Tức là mình cứ dùng sản phẩm mình thấy tốt mình đi giới thiệu. Thế còn ai mà có máu kinh doanh hơn, mình nhìn thấy tới cơ hội từ đấy thì mình sẽ làm một cách nhanh chóng hơn để mình có thể đi hết được những cái sơ đồ trả thưởng, nhận được những cái phần thưởng của công ty. Cấp số nhân là gì? Là ví dụ như bạn, bên dưới bạn, bạn không phải làm một mình mà bạn có 3 người làm kinh doanh cùng bạn. Xong bạn hướng dẫn cho 3 người này, mỗi người cũng có 3 người, là chúng ta có 9 người. 9 người này mỗi người cũng có 3 người là 27 người. 27 người này mỗi người cũng có 3 người là thành 81 người. Cứ tiếp tục như thế, sau 6 lần nhân lên, sau 6 lần mà chúng ta hướng dẫn cho những cái người đồng đội bên dưới của chúng ta biết cách làm, thì đội nhóm của chúng ta sẽ có 729 người. Thế nếu như mà mình không muốn số 3 mà mình muốn số 4, thì mình sẽ tìm 4 người kinh doanh cùng mình. Sau đó mình hướng dẫn 4 người này, mỗi người cũng có 4 người là thành 16. Rồi 16 người này, mỗi người cũng có 4 người là 64. Và tương tự như vậy, sau 6 lần hướng dẫn của chúng ta thì chúng ta sẽ có 4.096 người. Thế thì cái cấp số nhân 3 trông thì nó ít ỏi như thế này, nhưng mà đã được Bác Hồ của chúng ta ứng dụng trong cái năm 45-46, khi chúng ta có 3 cái nạn, gọi là nạn giặc, 3 cái loại giặc: giặc đói, giặc rốt và giặc ngoại xâm. Trong đó Bác Hồ xác định là giặc rốt là giặc phải đánh đuổi ngay lập tức. Bác tạo ra một chương trình có tên gọi là Bình Dân Học Vụ. Và Bác quy định là cứ mỗi một người mà biết chữ ít, dạy cho 3 người mù chữ. Cứ mỗi một người biết chữ nhiều, dạy cho 3 người biết chữ ít. Và với cái cách mà chia sẻ như vậy á, ứng dụng cấp số nhân 3 như vậy, chỉ sau 1 năm thôi chúng ta có 2,5 triệu người được xóa mù chữ. Và sau 3 năm thì chúng ta có tổng là 10 triệu người đã được xóa mù chữ. Các bạn thấy là chỉ con số ít ít này thôi mà khi mà nhân lên ở càng cấp cao thì nó càng nhân nhanh. Và như vậy thì cái tốc độ lan tỏa của nó rất là mạnh. Chưa nói gì đến cấp số nhân 4, đúng không ạ? Tiếp tục, nếu mà bạn có 5 người và bạn quyết định là bạn sẽ tìm ra mỗi người 5 người kinh doanh cùng bạn, là bạn sẽ có 25. Và như vậy sau 6 lần hướng dẫn bạn sẽ có 15.625 người.
Còn nếu mà bạn thấy rằng là bạn có một đội ngũ mà những người mà làm cùng bạn là 10 người, rồi bạn cũng hướng dẫn những người này, mỗi người cũng tìm ra 10 người, thì sau 6 lần hướng dẫn như vậy á, theo các tầng là mình sẽ có 1 triệu người. Nó tăng lên rất là nhanh. Và bởi vì là nó khác với cấp số nhân. Nếu cấp số, xin lỗi, khác với cấp số cộng. Nếu cấp số cộng mà bắt đầu bằng 3 sau 6 lần cộng lên thì nó cũng chỉ có 18 thôi. Thế nhưng mà nó không tạo ra nhiều cái sự khác biệt như thế này. Mình có thể để ý là nếu bắt đầu bằng 3, sau 6 lần hướng dẫn và nhân lên là có chúng ta có 700 người. Nếu mà là 4 thì chúng ta có 4.000 người. Nếu mà là 5 thì chúng ta sẽ có 15.600 người. Và nếu mà là 10 chúng ta sẽ có 1 triệu người. Vậy thì mỗi người trong số chúng ta chỉ cần chúng ta nỗ lực, chúng ta làm việc thêm với một người nữa, làm việc thêm với một người thôi, thì cái kết quả nó đã rất là khác nhau rồi. Và vì cái điều này mà rất nhiều công ty ở trên thị trường họ tìm cách để họ sử dụng cấp số nhân này như là một cái hình thức để mà họ có thể phát triển được cái hệ thống. Và ở Việt Nam thì rất là khắt khe trong cái ngành nghề này. Năm ngoái đang còn 150 công ty được cấp phép, đến tháng 2 năm 2020 chỉ còn 23 công ty được cấp phép thôi. Trong số 23 công ty được cấp phép đấy thì có khoảng 10 công ty là những cái tập đoàn đa quốc gia, và Cyberian là một trong những trong 10 công ty đó. Và trong số những công ty mà chuẩn chỉ có giấy phép và làm ăn uy tín thì Anna đã để ý 11 năm nay Anna mới thấy có một cái cơ hội giống như là Siri. Và lần đầu tiên ở trong cái cuộc đời của mình mà mình cảm thấy là mình hào hứng với cái việc là mình đi chia sẻ với người khác, mình hướng dẫn người khác để có thể thực hiện được cái điều mà trước đây khi mà Anna đi học á, thì thầy của Anna, thầy mà dạy kinh doanh của Anna ấy, nói mà Anna chưa hiểu được. Đấy là thầy bảo rằng là số tiền mà bạn kiếm được, nó thể hiện cho cái giá trị bạn đã trao được ra so với cả cái tập thị trường mục tiêu của bạn. Tức là giá trị bạn trao cho list, cho danh sách. Thế là mình cứ nghĩ hoài, mình bảo bây giờ mình tại sao mình cũng thấy mình trao giá trị rồi mà mình chưa được. Thế sau này mình mới phát hiện ra là để một người có thể thích mình, họ có thể sử dụng sản phẩm của mình tốt. Nhưng để một người á mà họ kinh doanh cùng mình thì họ sẽ bắt đầu để ý đến rất nhiều những cái tiêu chí khác. Một trong những cái tiêu chí ở đây á là cái độ, mức độ chân thực và mức độ hiện thực hóa. Cái cấp số nhân này nó sẽ mãi mãi chỉ là lý thuyết nếu như mình không có cách để có thể hiện thực hóa được. Mình thấy ạ, nếu như bây giờ mình đang muốn có 15.000 người này, thì người thì nó phải liên quan đến doanh số, đúng không ạ? Thế bây giờ mình hãy hình dung nhá, tại sao mà ở một số những cái mô hình khác nó lại rất khó để người ta có thể phát triển được đội hệ thống như thế này. Bây giờ cho Anna hỏi là giả sử ở đây chúng ta kinh doanh những sản phẩm sinh thái sạch này, chăm sóc da, rồi một số loại thực phẩm chức năng trị liệu này kia, mà yêu cầu là mình phải bán một đơn hàng là khoảng 60 triệu và tháng nào cũng phải lặp lại là 60 triệu như thế. Mình ở đây có bao nhiêu bạn tự tin là có thể làm được doanh số 60 triệu một tháng và lặp lại liên tục như thế qua nhiều tháng? Bản thân Anna cũng không tự tin luôn, cũng không tự tin làm được điều đấy luôn. Chứ chưa nói gì đến những người mà tin tưởng đi theo mình, 15.000 người đấy họ làm được, đúng không ạ? Nếu mà giảm xuống còn 30 triệu một tháng thì anh chị em thấy là nó khả thi hơn chưa ạ? Bắt đầu khả thi hơn. Nếu mà giảm xuống 10 triệu một tháng thì đã bắt đầu khả thi hơn nữa chưa ạ? Nếu mà 10 triệu một tháng thì có bao nhiêu anh chị em cảm thấy tự tin là mình sẽ làm được thì mình giơ ngón tay cái. Nếu mà 10 triệu một tháng mình có thể phân phối được thì mình giơ ngón tay cái. Ok. Ở công ty Siberian á, thì có một đặc điểm là mỗi một mắt xích công ty chỉ yêu cầu một người tiêu thụ lượng hàng là 2 triệu rưỡi đến 2 triệu 6 thôi. Còn thấp hơn cái lượng hàng mà một cô bán rau hoặc là một chị mà bán trà đá có thể tạo ra được một tháng. 2 triệu 6 một tháng. Và bởi vì là có 2 triệu 6 một tháng cho nên là cái xác suất ạ. Cái xác suất mà để 15.000 người này cùng có thể làm được và cùng dễ dàng lặp lại được nó rất là cao. Và như thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tính xem là như thế này chúng ta sẽ có bao nhiêu tiền. Nếu chúng ta có 15.625 người, công ty sẽ có yêu cầu là mỗi người là 2 triệu rưỡi tương ứng với khoảng 100 điểm. 100 điểm này mình sẽ nhân với một hàng số là 10.000 đồng. Đây Anna viết sai. 10.000 đồng để ra được một cái là chúng ta 10.000 đồng là chúng ta có tổng là 6 con số 0. Tiền nhân ra thì vẫn đúng nhá, 15,6 tỷ. Và cái doanh số này sẽ là doanh số được dùng để tính hoa hồng. Và công ty sẽ chi trả từ bạn trở xuống trong toàn hệ thống của bạn là 37% cái số hoa hồng này. Là tương ứng là khoảng gần 6 tỷ. Bạn
đã kinh doanh thì đương nhiên Anna hay bạn đều thích mình là những người ở trên cả. Và với những người ở trên này này thì mình sẽ được tối thiểu là 4%, tối thiểu nhá. Mình có thể được nhiều hơn đấy ạ, dựa vào tùy vào cái sơ đồ chiều ngang chiều dọc của mình. Nếu bạn được 4% thì bạn sẽ được 625 triệu một tháng. Và khi mà bạn được 625 triệu một tháng này thì công ty sẽ gọi bạn là thủ lĩnh quốc tế. Bạn sẽ được thưởng thêm một cái biệt thự ở Hy Lạp. Tổng tất cả những phần thưởng của công ty cộng lại thì nó gần 1 triệu đô rồi. Chỉ tính phần thưởng thôi, chưa tính đến những cái thu nhập mà mình có được. Và nếu như mà bạn không làm được đến con số này trong một năm đi, mà bạn làm được 1/3 của nó, tức là 5.000 người, thì bạn cũng có cái thu nhập là 200 triệu rồi. Và công ty gọi bạn là thủ lĩnh quốc gia. Nếu mà với cái hoa hồng được 4%, còn nếu không, hoa hồng mà được khoảng 10% thì nó còn cao hơn nữa. Và nếu một mắt xích không phải là tiêu thụ 2,6 triệu mà là tiêu thụ 5,2 triệu thì số tiền của chúng ta còn double hơn nữa. Và đây chính là cái mấu chốt mà có thể hiện thực hóa được cấp số nhân, để làm cho cấp số nhân được triển khai được trên thực tế. Đó chính là một mắt xích thì chỉ cần tiêu dùng một lượng hàng là 2,6 triệu. Ở bên ngoài kia các công ty mà được cấp phép mà đúng luật ấy, họ đa phần họ yêu cầu là mỗi một mắt xích phải tiêu thụ 30 triệu, 60 triệu, thậm chí có những vị trí cao hơn là tiêu thụ cả 100 triệu. Thì cái điều đấy là cái điều mà vô cùng khó khăn trong cái việc mà mở rộng hệ thống phân phối. Vì thế cho nên rằng Anna tự tin rằng là với cái hệ thống này, Anna có thể đi hết sơ đồ trả thưởng của Siri ở trong vòng 2 năm và có thể có một cái công thức, có một cái phương tiện, một cái chiến lược mà giúp các bạn có thể đi hết được sơ đồ trả thưởng trong vòng 2 năm luôn, nếu các bạn là người rất là mạnh mẽ. Còn lại nếu mà các bạn là một cái nhóm là gì, một ngày không phải làm 12, 14 tiếng mà làm có thể làm 8 tiếng, làm 6 tiếng thì các bạn có thể cần đến khoảng từ 4 năm đến 5 năm để đi hết sơ đồ trả thưởng. Cái này là tùy ở cái quyết định của mỗi người. Và chưa bao giờ mà Anna lại cảm thấy thấm hơn cái câu mà sự lựa chọn luôn luôn quan trọng hơn sự nỗ lực. Cả đời mình nỗ lực không bằng một lần mình lựa chọn đúng. Cho nên là Anna làm tổng cộng là 3 cái doanh nghiệp, cộng với cả đi làm thuê nữa, mười mấy năm trời. Làm 3 cái doanh nghiệp, chẳng có một doanh nghiệp nào tiền dương. Doanh nghiệp nào dù là của gia đình là đã hơn 10 năm rồi, đến những cái doanh nghiệp mà hơn 3 năm, đến doanh nghiệp của mình do mình tự làm một mình, thì đều phải dính vào một cái án là dòng tiền âm. Và tiền là máu của doanh nghiệp. Thế mà nó cứ âm hoài thì mình không có tiền để mình làm gì cả. Và mình cứ đi làm không công cho cái công ty đấy, cho cái chính cái doanh nghiệp của mình. Nó có một cảm giác ức chế vô cùng lớn. Và từ đó mà Anna, khi làm Siri thì Anna lại có một cái phép so sánh. Đó là từ tháng đầu tiên làm Siri thì Anna đã có thu nhập, và thu nhập đã dương rồi. Và thu nhập đấy liên tục tăng theo các cái tháng, và mình không cần phải trừ bất kể một món nào cả. Tất cả đều là tiền của mình, là doanh thu của mình ạ, chính là lợi nhuận của mình luôn ạ. Và trong khi mà các công ty khác ở Việt Nam giảm 30%, giảm 50%, thậm chí là đang nỗ lực bằng mọi cách để mà có thể giữ được cái thị phần, thì ở Siberia chúng ta lại liên tục tăng trưởng từ 150% trở lên. Và trong năm 2019 thì tập đoàn của chúng ta tăng trưởng ở tốc độ là 176% cho một năm. Và ở đây có một cái phương tiện mà gọi là những cái phần thưởng của công ty, có một cái phần thưởng rất là hay, đó là chương trình xe hơi, câu lạc bộ xe hơi. Tức là khi mà các bạn lên cái mức thu nhập là 40 triệu ạ, lặp lại 3 tháng cái doanh số đấy, thì công ty sẽ automatic cho các bạn tham gia vào cái quỹ thưởng xe hơi. Tức là công ty sẽ trả tiền, trả góp cho cái xe hơi của bạn. Ở đây ai mà thích đi xe ô tô bằng tiền của người khác mua cho mình, xin giơ ngón tay cái đi ạ. Người khác mua ô tô cho mình thì mình phải thích chứ, đúng không? Đúng không? Đó. Và ô tô này không phải là có một cái, mà có rất nhiều cái. Cái phần thưởng xe hơi này đã được đăng ký bởi Bộ Công Thương và được đóng dấu bởi Bộ Công Thương. Và mình cứ lên vị trí đấy thì mình sẽ có xe hơi. Rất là nhiều người mà ở ngoài kia đi làm lương 40 triệu chẳng bao giờ dám mua ô tô cả. Mà Anna thì vào đây làm mới có 3 tháng là Anna đã nhận được ô tô rồi. Và đấy, có thể nói rằng đấy là một trong những cái thứ mà bản thân mình cũng còn cảm thấy ngạc nhiên với cái tốc độ của nó. Đây là những người mà được tham gia vào câu lạc bộ xe hơi. Bạn này là 30 tuổi, bạn ấy làm trước 30 tuổi. Đây là Anna, tiền yêu tốc độ. Đúng không ạ? Và 3 tháng là Anna đã lấy xe hơi rồi. Chị này là cũng đã làm MLM ở nhiều nơi rồi, sau đấy chị bỏ về, bởi vì những người mà đã từng làm MLM rồi ý, họ có một nỗi đau là những cái người mà tin tưởng đi theo họ không kiếm được tiền. Mà về Siri thì kiếm được tiền, bởi vì ở Siberia
thì tiền nó ở tất cả mọi mắt xích. Có rất nhiều các thầy cô giáo đang làm Siberian và đều đang có ô tô. Có rất là nhiều thầy cô giáo. Đủ các ngành nghề, cán bộ ngân hàng đến công nhân may, đến giám đốc dự án, đến chị Tô Đính được gọi là chị hàng cá, chị bán cá ở chợ Ga Vinh. Cả đời chị cũng không bao giờ chị có thể tin được rằng là chị có ô tô và chị còn giúp cho 7 người khác bên dưới chị có ô tô nữa. Một cái giá trị được trao đi vô cùng lớn. Bạn này là bạn đang mang bầu 6 tháng, tháng thứ 6 mà bắt đầu làm. Và rồi bạn ấy vẫn có mua được ô tô và bạn ấy rất là chăm chỉ. Bạn ấy được mệnh danh là thủ lĩnh của các thủ lĩnh vì bên dưới bạn ấy có rất nhiều thủ lĩnh. Chị này là bị bệnh, xong rồi vào làm, xong rồi cũng có được cái thu nhập và có ô tô. Cô này là hơn 60 tuổi rồi cũng làm. Bạn này học hết lớp 3 còn làm được. Đứng làm MC ở hội trường rất lớn. Bạn này học hết lớp 8, bạn này là nông dân. Theo các anh chị em, nếu mà bán cá này, nông dân này, học hết lớp 3, học hết lớp 8, mẹ bỉm sữa, người mà trên 60 tuổi làm được thì anh chị em mình mà làm, mình là trí thức, mình là doanh nhân, mình mà làm thì mình có làm tốt hơn không ạ? Nếu mình thấy mình sẽ làm tốt hơn thì mình giơ ngón tay cái. Khẳng định một điều, nếu mà mình làm thì mình phải làm tốt hơn, mình phải nhìn thấy được ở đây một cái bức tranh là mình đang có một cơ hội để làm tốt hơn. Và cái phần thưởng thì nó chưa dừng lại. Ở Siberi chỉ cần chúng ta phát triển đội nhóm của chúng ta làm việc là chúng ta sẽ liên tục có những phần thưởng. Xong cái phần thưởng xe hơi này thì khi chúng ta giúp được 5 người bên dưới chúng ta có ô tô ở 5 nhánh khác nhau, chúng ta sẽ được tặng thêm một cái Mercedes. Đây là hình ảnh những người mà đã được nhận mẹc ở thị trường Việt Nam. Đây chưa phải là vị trí cao nhất. Rồi mình có những cái chương trình du lịch trong năm. Khi mà mình lên các vị trí mình được thưởng du lịch. Khi mình lên vị trí như anh Trương Huy Cường, mình cũng được có thưởng 1 tỷ 6 để đi du lịch. Và trong năm có những cuộc đua du lịch giống như Anna trong 6 tháng vừa qua, bằng cái kết quả mà Anna có cái tốc độ phát triển tăng trưởng là nhanh nhất toàn cầu, thì Anna thắng số 1 ở trong cái bảng mà được đi theo cái cuộc đua du lịch á, thì mình đã được giành được một cái phần mà về nguồn về cái vùng Altai. Mình về một cái vùng Altai. Tại sao tự nhiên mình nó lại bị stop sharing nhỉ? Để Anna share tiếp lại. Và ở Việt Nam của chúng ta có 5 cái Mercedes, có hơn 70 cái chiếc xe hơi và mục tiêu cho năm 2020 là chúng ta sẽ có 20 cái Mercedes và 200 cái xe hơi. Bây giờ việc của chúng ta là gì ạ? Chúng ta chỉ cần tìm những người mà thích ô tô, những người mà thích phát triển bản thân, những người thích giúp đỡ người khác, những người thích kiếm tiền và thích khẳng định bản thân. Mình thích xe hơi mà mình lại chỉ cần có cái khả năng tiêu thụ một lượng hàng là 2,6 triệu thôi. Thì theo anh chị em là sẽ có nhiều hay rất nhiều người ngoài kia. Mà ô tô là bằng tiền của người khác mua cho mình. Nếu anh chị em thấy là sẽ có rất nhiều người ngoài kia cùng thích ô tô và có khả năng tiêu thụ được lượng hàng là 2,6 triệu một tháng thì giơ ngón tay cái. Đúng không ạ? Mình phải khẳng định là ngoài kia đang có rất nhiều người như thế. Và chắc chắn rằng là chúng ta nếu bằng cái cách mà chúng ta đi, chúng ta tham gia, chúng ta chia sẻ với mọi người thì tất cả chúng ta đều là một cộng đồng mà có ô tô. Chúng tôi hay có một hình ảnh là đi ăn sáng bằng ô tô và phải tìm cái chỗ nào mà có đủ chỗ cho cả đoàn xe dừng có thể dựng được và có thể vào ăn được. Và đặc điểm nổi bật để cho chúng ta có thể tin chọn vào cái sự lựa chọn Siberian Wellness này, số 1 là chính sách một mức chiết khấu 25%. Mua một đơn hàng 100.000 hay mua một đơn hàng 50 triệu cũng chỉ có một mức chiết khấu. Cho nên ở đây không có hiện tượng ôm hàng. Ai có khách hàng nào có nhu cầu sử dụng thì mới mua. Mình thích ai thì mình mới bán. Còn nếu mà không thì mình hướng dẫn người ta để cho người ta tự mua hàng, tự mở mã số, tự mua hàng ở công ty. Bởi vì ai mua hàng cũng được hưởng một mức chiết khấu như nhau cả. Chúng ta có tiền là bởi vì cái công mà chúng ta đã hướng dẫn người khác dùng sản phẩm và hướng dẫn người khác cách mở rộng sản phẩm, mở rộng hệ thống tư vấn viên. Sản phẩm giá rất là rẻ, giá rất là hợp lý so với cả cái chất lượng của nó. Có những cái loại sản phẩm mà bộ thanh lọc của chúng ta có trên 1 triệu thôi, nó phải còn có hiệu quả còn cao hơn những sản phẩm, một số cái combo sản phẩm có giá khoảng gần 20 triệu ở trên thị trường. Các bạn có thể tin ở mức độ trải nghiệm để các bạn hiểu rõ cái điều này. Và ở đây Việt Nam là đất nước đầu tiên tại châu Á. Châu Á của chúng ta là có tới chiếm tới 43-44% tổng cái doanh số của bất kể một công ty nào. Và khi mà các công ty khác vào Việt Nam á, thì Việt Nam là đất nước cuối cùng rồi. Cho nên xong Việt Nam là chúng ta không đi đâu được nữa.
Thế mà ở đây thì Việt Nam là đất nước đầu tiên và công ty đang có cái kế hoạch để mở văn phòng đại diện ở ba quốc gia là Trung Quốc, Thái Lan và Đài Loan. Và chúng ta đang đứng ở trên một cái cơ hội là chúng ta nắm bắt, chúng ta sẽ làm chủ cái thị trường Việt Nam, chúng ta sẽ làm leader thị trường Việt Nam và có thể bắt đầu mở rộng cái doanh nghiệp của chúng ta lên, scale up không giới hạn ra các cái nước trong khu vực. Chúng ta có một sự lựa chọn là có một đội ngũ đào tạo là S69 với những cái khóa học dạy làm giàu được thiết kế đặc chủng dành cho những người làm network marketing. Tức là cũng có những khóa mà lột xác để trở nên giàu có, cũng có những khóa tìm ra sứ mệnh của cuộc đời, có những khóa mà bán hàng bùng nổ, cũng có những khóa mà để mình có thể được trở thành đào tạo, được trở thành nhà đào tạo rồi dạy mình đào tạo nhà đào tạo, giống như là train the trainer. Đồng thời chúng ta có một đội nhóm mà Anna đang khao khát tạo ra là một đội huyền thoại, legend team. Tức là chúng ta sẽ không phải chúng ta đi với tốc độ của người bình thường, mà chúng ta sẽ áp dụng những cái chiến lược độc đáo để chúng ta có thể nhanh chóng đi hết được sơ đồ trả thưởng. Một cái điều mà những công ty khác họ phải mất khoảng 7 năm, 5 năm, 8 năm, 10 năm mới có thể đi hết sơ đồ trả thưởng. Ở đây chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng được những lợi thế của Siberian Wellness để chúng ta có thể đi hết sơ đồ trả thưởng này chỉ trong vòng 2 năm. Và kết thúc 2 năm đấy là bạn đã có dòng tiền trong tay, bạn có tất cả các phần thưởng trị giá cả triệu đô. Chưa nói đến cái phần tiền đấy, mà chỉ nói đến phần thưởng thôi đã trị giá cả triệu đô rồi. Và như vậy thì trong 2 năm bạn đã có hết tất cả mọi cái thứ mà bạn cần để rồi bạn xuống núi, bạn có thể làm bất kể cái gì mà bạn muốn. Và chúng ta đang đứng ở một cái thời điểm có thể gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa. Tức là ở Việt Nam của chúng ta ấy, là bây giờ đã làm xong cái giai đoạn mà bằng với các công ty khác làm tiền thị trường. Và ở Việt Nam của chúng ta thì bây giờ chúng ta đang có từ Đà Nẵng trở vào đến miền Nam là thị trường còn sạch trơn, gần như chưa có ai làm. Và ở những cái vùng khác là từ Huế trở ra thì cũng chưa có một ai đi hết sơ đồ trả thưởng của Siberian. Vì thế cho nên chúng ta đang có một cái cơ hội mà chúng ta cứ làm thì chúng ta sẽ có phần, bởi vì cái mô hình phát triển của doanh nghiệp là đang lên theo cái cấp số nhân, đang ở cái giai đoạn tăng trưởng chứ không phải giai đoạn cân bằng hoặc là bão hòa hoặc là suy thoái. Vì thế cho nên là bây giờ cứ bạn nào mà nắm bắt thì Anna có một cái niềm tin chắc chắn rằng là khi các bạn nắm bắt thì các bạn sẽ có cái cơ hội mà đưa cái cuộc sống của mình bước sang một cái trang mới. Và ở đây thì Anna đang có trong tay một cái quá trình chuyển giao tất cả mọi thông tin cho các bạn là trong vòng 1 ngày đến 3 ngày. Ngày hôm nay khi các bạn nghe Anna chia sẻ thông tin này, các bạn cảm thấy là hợp lý, các bạn cảm thấy là được, đủ hứng thú để các bạn tìm hiểu. Thế thì chỉ trong vòng 1 đến 3 ngày thôi thì Anna sẽ chuyển giao cho bạn tất cả các thông tin cơ bản, từ sơ đồ trả thưởng, cách tính hoa hồng đến những cái sản phẩm như thế nào và đến chiến lược kinh doanh như thế nào nữa. Và sau khi bạn nắm bắt cái đấy xong rồi á thì bạn cảm thấy rằng là bây giờ đã đủ thông tin để bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn, thì Anna sẽ chuyển giao cho bạn toàn bộ những cái quy trình về kỹ năng làm việc. Một bạn mà chưa từng có một kỹ năng gì thì mình sẽ được hướng dẫn các kỹ năng, và quá trình chuyển giao kỹ năng nó cũng kéo dài khoảng 4 ngày. Vậy là kết thúc trong vòng từ 3 ngày đến 7 ngày là bạn có thể tìm hiểu được tất cả mọi thông tin mà bạn cần để có thể bắt đầu kinh doanh ở Siberian rồi. Và một cái những cái đặc điểm mà điều kiện cần để cho cái ngành nghề này có thể tồn tại được trên cái trái đất này, trên cái thế giới này á, là sản phẩm phải tốt. Và việc của chúng ta là chúng ta đang kinh doanh những cái sản phẩm tốt cho sức khỏe. Chúng ta là những người mà muốn trao giá trị. Vì thế cho nên là chúng ta sẽ muốn là cho người khác cái thứ mà chúng ta chọn cho chính bản thân chúng ta. Chúng ta sẽ cần phải trải nghiệm sản phẩm để xem là sản phẩm này tốt, mà tốt ở mức độ nào, ở cấp độ nào. Nó tốt và nó xứng đáng để cho chúng ta dành bao nhiêu thời gian để làm việc với nó. Nó tốt và chúng ta sẽ dùng cái ngôn từ gì là phù hợp để mà có thể mô tả cái sự tốt của nó. Và từ thế thì cái việc mà mình chia sẻ nó mới đến từ trái tim đến tài trái tim. Và cái đấy, cái niềm tin của chúng ta nó mới mạnh mẽ. Và như vậy thì cái công việc kinh doanh của chúng ta nó sẽ phát triển một cách vô cùng tự nhiên như hơi thở vậy. Và như vậy thì Anna sẽ cùng với các cái bạn anh chị tư vấn viên mà đã mời các bạn đến đây tìm hiểu cái buổi này, lên cho các bạn một cái đơn hàng. Các bạn có 200.000, 500.000, 1 triệu dùng sản phẩm cũng được. Nếu như các bạn chọn một cái đơn hàng có giá khoảng từ 2 triệu rưỡi đến 2 triệu 7 á, thì các bạn sẽ được trải nghiệm nguyên một cái bộ đầy đủ theo ba cái bước là thanh lọc năng lượng, cân bằng, là ba cái bước thuộc về một cái chương trình khoa học có bản quyền của công ty. Và đồng thời một điều độc đáo hơn là bạn sẽ cảm nhận được sản phẩm của nó chỉ sau 3 ngày đến 7 ngày mà bạn sử dụng sản phẩm. Vậy là túm lại, một cái quy trình tìm hiểu nó sẽ kéo dài từ 3 ngày đến 7 ngày. Và nó không cần phải kéo dài hơn, bạn đã được nhận, vừa tìm hiểu và vừa nhận chuyển giao rồi. Lúc đó bạn có thể thực sự bắt đầu kinh doanh cùng với Siberian Wellness và bắt đầu đưa mình sang một cái bước chuyển mới. Anna luôn tin tưởng là những người mà
nắm lấy cái cơ hội này thì các bạn đều sẽ có được cho mình một cái thời cơ để mà các bạn có thể chuyển xoay chuyển được được cục diện. À, chúng ta đang đứng ở một cái bước ngoặt là xã hội đang có những cái biến động rất nhiều. À, có một số anh chị em trong này chúng ta sẽ muốn là có một cái nguồn thu nhập thêm mà có thể làm được ngay tại cái thời điểm mà có Covid, có dịch như thế này. Cũng có những anh chị em khác là mình đang muốn là đi xây dựng một cái công việc chính, và sẽ có những anh chị em là mình đang khao khát thay đổi cuộc đời, mình đang khao khát mà tạo ghi đánh dấu cái tên tuổi của mình, khao khát cái việc mà mình tạo ra giá trị. Bởi vì sao? Cái tiền của mình kiếm được là nó biểu thị cho cái giá trị mà mình đã trao được đến cho cái thị trường, đã trao được đến cho những cái người mà đã tin tưởng theo mình. Lúc đó này, tiền này, nhà này, xe này, biệt thự này, chỉ du lịch này là những cái phần thưởng dành cho mình mà thôi. À, và ở đây á, cái việc tất cả những cái việc từ mở mã số cho đến mua đơn hàng là thực hiện online hết, mình không phải di chuyển. Và bây giờ chúng ta đang thực sự có thể là ngồi một chỗ và kinh doanh toàn cầu. Và ở Siberian á, có một đặc điểm rất khác. Một số công ty khác họ tạo ra những cái gọi là người mà rất giỏi bán hàng, gọi là tạm gọi là những cỗ máy bán hàng đi. Thì với những cái người như vậy á, thì rất là khó để mà có thể tập trung vào việc phát triển bản thân nhiều hơn là bán hàng. Còn ở bên này, chúng ta đang có cơ hội là phát triển bản thân rất nhiều. Bởi vì ở Siberian á, chúng ta bán hàng rất là ít. Và từ cái việc mà phát triển bản thân nhiều như vậy thì chúng ta sẽ nâng được cái thế giới bên trong của mình lên, để mà chúng ta có thể dẫn dắt đội nhóm. Ai mà trước đây mà thiếu kiên nhẫn như Anna thì bây giờ kiên nhẫn hơn này. Ai mà trước đây mà mình chưa được mạnh mẽ thì bây giờ mình sẽ mạnh mẽ hơn này. Ai trước đây chưa quyết liệt, bây giờ mình quyết liệt. Ai trước đây mà mình chi tiết, bây giờ mình sẽ tổng quan thêm. Ai mà trước đây mình chỉ tổng quan thêm thì bây giờ mình sẽ chi tiết. Bởi vì khi cái thế giới bên trong của mình hoàn thiện á, mình sẽ được đào tạo những cái kỹ năng đó để mình hoàn thiện, mình nâng cao cái mức độ phát triển bản thân của mình lên. Thì từ đó mình sẽ nâng cao được cái năng lực lãnh đạo. Và từ cái năng lực lãnh đạo đó mà mình, nó sẽ quyết định cái quy mô của tổ chức. Thế thì đây là những cái phần mà Anna xin được chia sẻ với các bạn về cái cơ hội Siberian Wellness. Và đến với cái cơ hội này thì chúng ta có 4 sự lựa chọn. Sự lựa chọn số 1 là mình trở thành người tiêu dùng thông minh, mình mua hàng và được giảm giá. Thứ hai là mình xem đây như một cái thu nhập bổ sung. Bổ sung á, mà mình đã có thu nhập từ 10 đến 20 triệu rồi, và thực ra mình sẽ được tham gia tất cả mọi chương trình, những chương trình đào tạo. Ở đây chúng ta không có kinh doanh trên đào tạo. À, bình thường ở ngoài kia có thể bạn cần mất vài trăm triệu, nhưng ở đây thì bạn sẽ được đào tạo và bạn chỉ mất cái phí mà phí hội trường vài trăm nghìn thôi. Mình có thể xem đây như một công việc chính, mình dành cho nó từ 6 đến 8 tiếng một ngày, và mình sẽ có xe hơi, được tham gia các chương trình du lịch, và bạn sẽ có thu nhập từ 40 đến 105 triệu. Bạn cũng có thể xem đây là một doanh nghiệp lớn khi mà bạn dành nhiều thời gian và bạn làm nó từ 11 cho đến 13 tiếng một ngày. Bạn làm từ lúc mà bạn mở mắt ra cho đến lúc bạn tối trước khi đi ngủ, bạn thấy bạn vẫn đang làm công việc này. Thì lúc đó doanh nghiệp của bạn rất là nhanh chóng sẽ chuyển thành doanh nghiệp lớn với thu nhập trên 200 triệu Mercedes, và khi mà đi hết sơ đồ trả thưởng là thu nhập 6 đến 700 triệu và có biệt thự ở Hy Lạp. Và tất cả mọi cái thì đều bắt đầu bằng một cái chúng tôi có một cái công thức: 4 giây để ra quyết định, 2 phút để mở mã số, 72 giờ tức là 3 ngày để chuyển giao tất cả những cái công nghệ kinh doanh, 21 ngày vừa học vừa thực hành liên tục để tạo thành thói quen, tức là mình làm liên tục để tạo thành thói quen. Và khi mình hành động quyết liệt trong 10.000 giờ thì mình sẽ trở thành master trong bất kể một lĩnh vực nào, và lĩnh vực này cũng tương tự. Và mọi thứ thì đều sẽ đều bắt đầu bằng cái việc là mình mở mã số và mình khởi động. Khởi động ở đây là ở mức 25% và bắt đầu mình đi vào cái quá trình mà mình tìm hiểu. Thế thì sau cái phần chia sẻ của Anna này thì có bao nhiêu trong số các bạn để cảm nhận là Siberian Wellness là một cái mô hình mà nó đủ hấp dẫn để mình đi vào quá trình tìm hiểu của mình? Và trong quá trình tìm hiểu này thì chúng tôi sẽ chuyển giao cho các bạn tất cả những thông tin về kinh doanh, về sản phẩm, về cả kỹ năng làm việc, và đồng thời thiết kế cho các bạn một cái bộ sản phẩm để bạn sử dụng, bạn trải nghiệm, bạn có cảm nhận tốt, rồi từ đấy bạn có thể bắt đầu lựa chọn Siberian Wellness như là một cái cơ hội mà giúp cho cuộc sống của chúng ta có thể bước sang một cái trang mới. Đặc biệt là bạn nào mà thích tốc độ, thích kiểu tiền yêu tốc độ, thích trao giá trị thì đây đúng là cái trường dạy làm giàu dành cho những người mà thích giúp đỡ người khác. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã dành thời gian để mà theo dõi từ nãy đến giờ. Và Anna rất là mong là các bạn sẽ có những câu hỏi. Và khi các bạn có những câu hỏi thì Anna sẽ giải đáp để cho các bạn có thể hiểu rõ được hơn. Có ai có câu hỏi gì không ạ? Để Anna mở cái quyền bật mic cho các bạn ạ. Xin mời các bạn đặt câu hỏi ạ. Cảm ơn bạn Xuân Diệu và bạn Diệu Xuân rất là nhiều ạ.
Có bạn nào có câu hỏi gì để bật mic? À ok, để Anna bật mic cho em Tuấn Anh. À em ơi, em bật mic đi, chị mở quyền bật mic rồi, em bấm vào chữ mute. Bấm vào chữ mute ở bên dưới. Rồi, rồi. Ok. Em tự mở được, em tự mở được. Chị nghe thấy chưa chị? Chị nghe thấy rồi em ạ. Ok. Chào cả nhà. Em có câu hỏi gì em có thể đặt câu hỏi. Em nói trước đi, chị thấy có tiếng em bé cho nên chị đang khóa mic, đang tạm khóa mic của bạn. Em mở mic đã. Em mở mic đã. Ok. Tự nhiên em muốn biết em hỏi thì anh chị họ mời. Thì em có một lý do em hỏi là một cái câu hỏi là tại sao chị lại chọn cái đấy, cái mà mình đang chị vừa giới thiệu đấy. Siri. Và Siri, và ở tại vì ở ngoài kia có rất nhiều cái sản phẩm tốt và cũng rất nhiều là để phát triển bản thân, phát triển kinh doanh, phát triển tốc độ. Mà lý do em hỏi là lý do tại sao chị chọn cái đấy. Nó có gì khác với cái khác biệt đúng không? Ok và, ok. Rồi, để chị trả lời cái câu hỏi này nhá. Ban đầu á, thì khi mà mình chưa tìm hiểu thì mình sẽ tưởng là ở ngoài kia có rất là nhiều những cái thứ mà dễ dàng, cũng có tốc độ, cũng có phát triển bản thân. Nhưng ở ngoài kia, nếu mà là chị thì chị đã tìm hiểu hết rồi. Học phát triển bản thân thì chị học hết vài trăm triệu mới được học những thứ như thế này. Mà là lý thuyết, những cái mục tiêu là những mục tiêu giả định. Thứ hai là gì? Ở ngoài kia có mấy chục công ty mà được cấp phép ý. Không có một công ty nào có cái chính sách như ở Sibri. Cái chính sách mà để cấp số nhân của nó có thể tăng trưởng được mà không giới hạn ý. Cái chính sách mà một cái mắt xích có 2.6 triệu là có duy nhất một mình Sibri có thôi. Đồng thời nữa là gì? Cái thị trường của Sibri nó đang ở cái giai đoạn là ta gọi tạm gọi là đang ở cái giai đoạn là đầu tăng trưởng. Còn các công ty khác đều ở giai đoạn bão hòa và suy thoái rồi. Cho nên là mình đang muốn phát triển theo cấp số nhân thì mình phải chọn được một công ty mà họ đang ở trong cái giai đoạn tăng trưởng thì mình mới có thể phát triển được. Nói là có nhiều sự lựa chọn, mà sự thực khi chị đã đi tìm hiểu nát nước ở thị trường Việt Nam thì có duy nhất một cái sự lựa chọn này trong vòng 11 năm qua là tối ưu nhất để chúng ta có thể bắt đầu làm, mà thực sự là không cần vốn. Em chỉ cần trải nghiệm sản phẩm để em hiểu về sản phẩm, vì mình không thể cho người khác cái thứ mà mình chưa biết được, mình chưa thực sự trải nghiệm được. Sau đó là em có thể bắt đầu chia sẻ và kinh doanh được rồi. Và nếu như có sự lựa chọn khác là chị đã sự lựa chọn rồi, vì chị cũng đã đổi qua 3 cái doanh nghiệp rồi. Và chị nhanh chóng nhìn thấy ngay rằng là để mà dòng tiền có thể dương được, vì nhà chị có những doanh nghiệp mà trên 10 năm rồi. Trên 10 năm vẫn phải lo về dòng tiền em ạ. Kỳ cục lắm. Tại vì sao? Tại vì là cái sản phẩm tốt là một chuyện, nhưng cái mô hình á, cái mô hình để mà mình giữ được những cái nhà phân phối ở lại với mình là phải là thu nhập thụ động. Thì ở những mô hình như network thì mới có cái thu nhập thụ động đấy được, mà có thể thừa kế cho thế hệ sau được. Thứ hai là gì? Là ở đây cái mô hình này này, mình không phải bán hàng nhiều. Bán hàng có 2% thôi. Mình tập trung chủ yếu 80% thời gian của mình là đào tạo. Và bởi vì làm nó rất là thuận lợi cho nên mình chỉ cần tập trung có 18% vào tuyển dụng thôi. Nó không bị rớt dụng đi đâu cả. Và ai cũng có thể bắt đầu được. Từ cái người mà làm thêm hay là cái người mà làm chính hay người làm doanh nghiệp lớn đều có thể bắt đầu. Khi mà em tìm hiểu kỹ hơn về sơ đồ trả thưởng và em mà lại còn có cả một sự đào sâu, em so sánh với những cái mô hình trả thưởng của những cái người anh em cùng nghề á, thì em sẽ phát hiện ra cái điều này liền. Là thực ra trên thị trường có mỗi một công ty như thế thôi, chứ không có nhiều đâu. Chị trả lời như vậy em có còn thắc mắc gì nữa không? Để... có gì em hỏi sao? Ok, cảm ơn em. Lúc nãy thấy bạn bạn ơi, bạn có câu hỏi đúng không? Em có câu hỏi đúng không? Đấy con. Em có câu hỏi đúng không ạ? iPhone ơi, em có câu hỏi đúng không? Dạ, em nghe nè chị. Em có câu hỏi đúng không? Chị thấy em bật mic. Ý là em hỏi là ví dụ như cái này lúc mà mình muốn tìm hiểu thì cái thời gian mình học là hồi nãy như chị nói là ví dụ trong cái lúc mình muốn vô cái hệ thống công ty thì là mình phải trải nghiệm và sử dụng cái sản phẩm ở trong đó đúng không chị? Đúng rồi. Dạ, với cái thứ hai là tối thiểu là ví dụ mình muốn là thành viên trong đó thì phải
mua cái sản phẩm ở đó đúng không chị? Em muốn là thành viên thì em phải tìm hiểu trước khi em làm, thực sự là như thế thì đúng hơn. Tức là ở đây đội nhóm của chúng ta ấy là muốn là làm trên một cái giá trị nền tảng thực sự. Cho nên là em sẽ tìm hiểu trước, và quá trình tìm hiểu nó là 1 đến 3 ngày. Đồng thời á là trong cái thời gian này thì em sẽ sử dụng một cái bộ sản phẩm. Nếu để em có thể cảm nhận được nhanh từ 3 ngày đến 7 ngày thì cái bộ sản phẩm của em nó sẽ là vào khoảng từ 2 triệu rưỡi đến 2 triệu 7. Chứ em không cần phải mua hàng về cất ở nhà để mới có thể bắt đầu kinh doanh được. Sau đó rồi khi em có khách hàng mua hàng thì em cứ có khách phát sinh thì em mua, có khách phát sinh thì em mua, vẫn được cộng dồn vào đến tận cuối tháng. Nếu mà mình trở thành thành viên thì mình không cần phải ôm hàng đúng không chị? Đúng rồi, mình không phải mua hàng ngay từ đầu, mà mình có thể được cộng dồn tất cả những cái doanh số mình mua trong các lần ở trong tháng. Khi mình có phát sinh mua hàng và doanh số của những cái người tư vấn viên trong hệ thống của mình á kết nối với nhau bằng những cái mã số, thì như vậy thì công ty sẽ quản lý được và em sẽ được tính tổng vào tổng doanh số của em, và cuối tháng đạt mức nào thì sẽ được hưởng hoa hồng mức đó. Đấy là một cái lợi thế mà khác biệt của Sibri với những cái công ty khác. Dạ. Cảm ơn em. Có ai có câu hỏi gì nữa không ạ? Bây giờ các bạn đang tắt hết màn hình, cho nên là Anna cũng không biết được là để là có bao nhiêu bạn để mà giao lưu với các bạn, để mà hỏi các bạn nữa. Thì chị Đào và Eli có thể giúp Anna không ạ? Đây chủ yếu là khách mời của chị Đào và Eli thì giúp Anna, hay là chị tất cả các anh chị em khác mà có mình có khách mời vào đây á thì mình biết là ai với ai mình có thể giới thiệu để người ta có thể bật mic đặt câu hỏi. Còn nếu như mà các thông tin đã rõ ràng hết rồi thì chúng ta có thể bước vào một cái quá trình tìm hiểu từ 1 đến 3 ngày. Và sự thực thì Anna có một cái niềm tin chắc chắn rằng là đây là một cái cơ hội mà bất kể một ai nắm bắt đều giúp cho cuộc đời của chúng ta có thể bước sang một trang mới. Anna thường rất là ít khoe về thu nhập, bởi vì với Anna nó chưa là gì cả. Mình có một cái mục tiêu là mục tiêu doanh nghiệp triệu đô, và mình thích mình là đa triệu phú. Cho nên những cái gì mà đạt được ban đầu là nó chưa thể hiện lên điều gì gọi là quá lớn. Mà có một cái thứ mà nó thể hiện được, đấy là bạn hoàn toàn có thể có lợi nhuận luôn ngay từ tháng đầu tiên và tạo ra được một cái doanh nghiệp mà tăng trưởng liên tục trong tất cả các tháng mà bạn tham gia. Đấy là cái sự thật. Và khi mà các bạn gia nhập vào mà các bạn trở thành tư vấn viên của Siri rồi thì Anna sẽ đưa cho các bạn xem cái set của Anna. Bình thường Anna không đưa. Mà Anna có thể chia sẻ là tháng đầu tiên thì Anna có thu nhập là 10 triệu, đến tháng thứ 2 là 40, đến tháng thứ 3 là 48, tháng thứ 4 là 53, tháng thứ 5 là 91 triệu, tháng thứ 6 là 109 triệu. Và bắt đầu từ cái thu nhập mà từ 100 triệu trở lên nó sẽ tăng theo kiểu là 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600. Chứ nó không còn tăng theo cái cấp số là từng chục triệu nữa rồi. Và Anna có một cái niềm tin chắc chắn rằng là Anna có hoàn toàn có thể đi hết được sơ đồ trả thưởng của Siri trong phạm vi 1.5 năm. Nếu không có những cái biến động về xã hội mà mình không lường trước được thì Anna đặt mục tiêu là cuối năm nay Anna sẽ đi hết sơ đồ trả thưởng của Sibri. Còn trong trường hợp mà có những cái gì đấy thì cùng lắm là nó kéo dài thêm nửa năm nữa là Anna sẽ đi hết sơ đồ trả thưởng, và đang có một cái chiến lược sẵn sàng để chuyển giao cho tất cả các bạn mà các bạn chọn lựa chọn Sibri là các bạn đã có hết rồi. Việc chỉ việc là làm thôi. Hello mọi người, em sẽ rep chị Anna nói xíu nhá. Ok, Eli nói đi em. Em có chị Hiểu Kim, chị Kim ấy cũng đang làm một cái hệ thống khác rất là thành công. Chị có 2 chi nhánh, một chi nhánh ở thành phố Hồ Chí Minh và chi nhánh ở dưới Vũng Tàu. Chị cũng đang tham gia cái buổi Zoom ngày hôm nay. Chị Kim ơi. Ơi, chị đây. Chị đây. Em chị có gì chia sẻ kia cũng như là chị vừa nghe chia sẻ thì có gì chị hỏi đi chị. Cho chị được tắt video nhé, vì chị đang mặc đồ ngủ. Dạ không sao, chị cứ tắt đi rồi chị nói. Ok, chị chào Anna, chào mọi người, chào chị à. Em Annie. Chị thì chị cũng được Bắc chia sẻ cho chị, và là chị cũng đã xem Bắc cũng gửi cho chị những cái video mà về Anna chia sẻ về sơ đồ trải thưởng. Và Bắc cũng gửi cho chị xem những cái video về sản phẩm trước. Hôm nay thì được nghe Anna chia sẻ rõ ràng hơn. Thì chị cũng sẽ tìm hiểu về cái vấn đề sản phẩm của bên công ty em.
Vì là hiện tại bây giờ chị cũng đang làm một công ty bên chị. Dạ. Thì chị sẽ tìm hiểu, thứ nhất là chị cũng sẽ muốn tìm hiểu sâu về chế độ trải thưởng. Còn đâu là cái sản phẩm ở bên công ty này thì chị thấy là cái giá thành ấy là rất chi là phù hợp với nhiều khách hàng. Còn đâu như cái sản phẩm của bên chị thì giá thành nó hơi mắc một chút. Dạ. Nhưng mà nó lại về chuyên sâu hơn. Thì chị thấy là cái sản phẩm bên đây thì có thể là mình làm được nhiều, nghĩa là thị trường nó sẽ rộng hơn. Đấy. Thì có một buổi nào đó thì chị cũng muốn là em chia sẻ về chuyên sâu về cái về sản phẩm, chế độ trải thưởng cho chị. Trả thưởng. Còn sản phẩm thì hôm nay chị nghe em và rồi là chị sẽ tìm hiểu, có cái gì không biết thì chị sẽ hỏi. Đấy. Còn đâu là để mà thì chị cũng không có nói trước được điều gì, tìm hiểu kỹ và chị cảm thấy là phù hợp, chị trải nghiệm sản phẩm tốt thì lúc đấy thì chị lúc đấy thì mới nói lên được cái điều gì, đúng không em? Dạ vâng, đúng rồi, lúc đấy mình đưa quyết định nó mới chính xác được. Dạ dạ. Và khi mà em cũng rất là cảm ơn cái lời chia sẻ của chị Kim ạ. Và khi mà mình vào trong đội nhóm thì thường là Anna sẽ có một cái vòng tròn đào tạo á. Đào tạo theo vòng tròn gồm tất cả những phần, bắt đầu từ là cái phần cơ bản là sơ đồ trả thưởng, cách tính hoa hồng và sản phẩm và những cái phần khác nữa. Tất cả những cái phần khác nữa về kỹ năng. Thế là mình, những đối với những một số bạn mà tốc độ vừa phải thì mình sẽ đi theo đúng cái vòng đấy vào tối thứ hai, tối thứ tư. Thế còn tất cả những cái anh chị em khác á, thì Anna đều có những cái phần nếu như mà mình là người rất là tốc độ và mình muốn làm, mình có một cái sự phát triển mà đột phá thì Anna sẽ gom những cái người mà siêu tốc vào để nói một lần. Tại vì là mình có khoảng 4 nhóm ạ. Một nhóm là làm vừa vừa thôi. Họ làm vừa vừa, họ nghe những thông tin mà nhanh quá thì họ lại cũng bị dội. Một nhóm thì lại làm nghiêm túc mà không phải là tốc độ siêu tốc. Một nhóm số 3 là cái nhóm siêu tốc. Rồi cũng có một nhóm số 4 là nhóm chỉ dùng sản phẩm thôi. Nó tương ứng với 4 sự lựa chọn đấy ạ. Cho nên là chị tìm hiểu xong mà chị chỉ thấy là à, cái này ok để triển khai một cái là sẽ gom những cái người siêu tốc vào để mà mình chuyển giao một cách nhanh chóng, giải đúng quyết rồi. Những cái thắc mắc một cách nhanh chóng. Vì là thực sự ra là chị chia sẻ với Anna là chị cũng đang rất chi là khao khát và tìm một cái dòng sản phẩm mà nó sẽ cái sản phẩm bên chị là hiện tại công ty của chị đang làm là chị rất chi là yêu nó. Dạ. Chị rất chi là yêu nó, nhưng chị cũng muốn tìm một cái dòng sản phẩm để cho tất cả những người người ta có thu nhập thấp và người ta có nhu cầu về chăm sóc sức khỏe mà người ta không có kinh tế, người ta cũng có thể dùng được. Dạ. Thì chị thấy là như hôm nay chị cũng xem những cái bảng giá mà em đi chuyển cho chị xem á, thì chị thấy là cái giá thành là nó rất chi là vừa phải. Dạ. Và hôm nay chị nghe về những cái mà em chia sẻ chuyên sâu như này thì chị thấy cũng là về sản phẩm là chị thấy là hợp lý rồi. Dạ. Còn đâu là phải qua một cái quá trình để mình trải nghiệm hả? Đúng rồi, đúng rồi ạ. Còn đâu là như là hôm qua chị nói em bạn chị này, hay gọi bạn kia là bạn Bắc. Dạ, bạn vâng. Chia sẻ cho chị thì chị này cũng tự dưng là có một anh bạn chị anh hỏi chị là em ơi em có cái trà này không? À thì ạ. Là chị mới hôm qua chị mới lại nhìn thấy là cái trà đấy lại rất chi là giống thế giống trà của Siri anh đã dùng rồi. À mà anh đang bảo chị là mua cho anh ấy 5 hộp. Hay quá. Chưa đã vừa anh, mới bắt anh đầu ở, tìm hiểu anh ở là ngoài Bắc khách hàng. Chị chị thì chị lại ở Vũng Tàu mà anh ấy thì ở ngoài Bắc. Mà cái thứ nhất, thứ hai là nhiều khi là chị muốn hỏi xem cái cách mua hàng ở ngoài đấy như nào nữa. Chị chưa được chia sẻ cụ thể về cái đấy. Dạ, ở khi mà mình mua hàng thì ở đây đặt hàng online hết chị ạ. Và ship về tận nhà, nhất là trong cái lúc có dịch như thế này. Tức là mình mà muốn đặt hàng cho khách hàng của mình từ Huế đổ ra thì mình sẽ đặt ở kho Hà Nội, sẽ chuyển về tận nhà. Nếu mà mình muốn đặt ở Sài Gòn, mình từ Đà Nẵng đổ vào, mình muốn đặt hàng cho khách từ Đà Nẵng đổ vào thì mình đặt ở kho Sài Gòn đó. Và quá trình đặt hàng là kiểm tra được online, đặt hàng online còn nhanh hơn là đi lên trên công ty đặt hàng luôn. Đó. Chứ hiện tại bây giờ công ty của mình cái trà đấy có nhỡ không em hay là hiện tại bây giờ là trà đang có hàng ạ.
Khi mà chị vào quá trình tìm hiểu cụ thể là trà gì thì chị mở mã số xong thì có thể em hướng dẫn chị đặt hàng cái trà đấy, chị chuyển cho anh ấy trước thì có thể đặt được không Hà Nội và chuyển cho anh ấy luôn. Thì nếu mà mình mua những ngày mà không dính cuối tuần là thứ bảy chủ nhật á, thì trong vòng 2 ngày là chuyển đến thôi, ngay cả khi là có dịch nếu ở Hà Nội. Sáng nay em mới mở mã số rồi chị Kim, rồi chắc tí nữa chị nhận được email xác nhận ý. Ok, chị ok. Mua email của em là được rồi, là ngày mai nó cấp mã số chị có thể mua được đấy. Dạ. Ồ, thì vậy thì trước mắt là chị cứ mua cho anh em 5 cái hộp trà, chị gửi cho anh đi. Vì anh là người khách hàng người ta đang có nhu cầu á. Còn đâu là chị sẽ, nghĩa là như Anna vừa chia sẻ là chị thấy tâm đắc ở cái chỗ này nữa này. Cái công ty mình ấy là cái mà em cái lăng động hàng tháng ấy là 2,5 triệu, 2,6 triệu. Đúng rồi. Đấy. Dạ. Là chị thấy cái đấy là cái rất chi là thích hợp để mình làm. Dạ. Vì là nhưng mà chị lại còn muốn hỏi sâu về cái chân cơ cấu nữa. Dạ vâng ạ. Đấy, chị muốn hỏi sâu về cái chân cơ cấu. Thí dụ mình có bao nhiêu chân thì mình hưởng được bao nhiêu tầng. Đấy, cái đấy là cái mà có thể là bữa nào đấy em sẽ chia sẻ cho chị sâu về cái đấy. Chị Anna chia sẻ thêm một chút xíu về cái cơ cấu này. Cái này nó nhanh mà chắc chưa đầy 3 phút ấy. Cái cơ cấu ở đây là ý có thể nói lại để cho Anna hiểu rõ hơn. Có nghĩa là như vậy thì chị Anna có nghĩa là bình thường ở bên ví dụ như hợp lời chẳng hạn đó đúng không? Thì mình giả dụ như chiều ngang của mình là nó yêu cầu mình còn có 3 người. Ok ok. Để tuyến. Ok ok. Anna hiểu rồi, Anna hiểu ý rồi. Tức là như thế này ạ. Ở công ty mình ấy ạ. Ở Siberian là không giới hạn chiều ngang và không giới hạn chiều sâu ạ. Không giới hạn. Em lấy ví dụ là khi mà một cái nhánh lên chuyên nghiệp gọi là một người mà lên cái mức 40 triệu mà ô tô ấy thì gọi là một nhánh chuyên nghiệp. Mình có 5 nhánh chuyên nghiệp và tổng doanh số của mình là khoảng gấp đôi như thế, là khoảng 200.000 điểm là mình lên vị trí thủ lĩnh quốc gia là thu nhập 200 triệu. Nếu mình có 15 nhánh chuyên nghiệp như thế là mình lên vị trí thủ lĩnh quốc tế là thu nhập 700. Thế thì em bây giờ này, thì em nói qua cho chị để cho hôm sau chị xem chị hiểu á. Đấy, thế thì nó còn có và nó không có giới hạn gì cả, tính rất là dễ. Chỉ cần là chị sau ngay chị dùng sản phẩm, chị trải nghiệm, chị tốt và chị xem kỹ cái sơ đồ trả thưởng thì nhóm của chị Đào, nhóm của Eli và kết hợp cùng với cả một số những cái bên khác á, mình hoàn toàn có thể là một số nhóm khác mình tạo thành một cái nhóm mà ai mà muốn tìm hiểu để phát triển rất nhanh, mình nói trong vòng một buổi là có thể xong được hết, giải đáp được tất cả những thắc mắc bao gồm cả sâu cả cái trải nghiệm ở đâu. Dạ. Được rồi. Chị đang muốn hỏi thế thì thôi để hôm nào mà có thể gom vào để Anna chia sẻ sâu một buổi đi. Dạ đúng ạ, em có thể sẵn sàng chia sẻ luôn á. Mai kia gì mà xếp được lịch là em sẵn sàng chia sẻ luôn á chị. Ngày mai ngày kia gì đó. Dạ. Vì là bữa buổi hôm nay thì có thể là có những người chưa có biết gì về hệ thống CRM về cơ cấu thì mình cũng sẽ mất thời gian. Ok, cảm ơn Anna. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị Kim ạ. Dạ vâng ạ. Bên nhóm mình còn còn bạn này nè, mấy bạn này rất là máu chiến, ví dụ như bạn Dịu ơi. Dịu với lại Mỹ Lệ với bạn Hằng, ba bạn này rất là chiến đấu, rất là máu, không biết đi đâu rồi. Đây Dịu ơi, còn đó không? Lệ ơi, thấy nè, đây Lệ đấy. Lệ lên rồi này. Em ơi, có cái vấn đề gì mà có gì vấn em, đề gì? Em còn nhưng mà em hiểu rồi, em không phải hỏi tại vì ở chỗ em còn em đang ồn em nghe bằng em đang nghe nhá. À rồi. Em cần hỏi phải không? Vâng, có gì hỏi em sẽ hỏi. Lệ ơi, hiểu không? Hiểu không hay là có vấn đề gì thắc mắc em hỏi đi. Nãy giờ thấy nhắn tin inbox cho em hay quá chừng. Ơi này hay quá. Em mở mic lên Lợi ơi, mở mic lên, mic của em chưa mở cho nên không nghe, rồi. Em không có thắc mắc gì đâu, em hiểu rồi. Hiểu rồi à, hay quá. Cảm ơn em.
Thế thì có bao nhiêu trong số các bạn ở đây nhỉ? Mình quyết định là mình sẽ vào cái quá trình tìm hiểu về Siri. Trong vòng từ 1 đến 3 ngày tới là mình tìm hiểu Siri. Mình giơ ngón tay cái đi nhỉ? Để anh chị em mình có thể bắt đầu đưa ra một cái quá trình mà mình chuyển giao các cái thông tin cho nhau. Đã rồi. À, ở đây nữa, nhóm em còn bạn Kim Ngân, bạn này mới nói chuyện hồi nãy. Bạn đã đang làm một hệ thống ở Việt Nam nhưng mà là hệ thống truyền thống á. Cái nhóm của bạn cũng khá là lớn nhưng mà so ra thì nếu như mà xây dựng như của mình với lại của bạn ấy thì mình tìm hiểu bạn ấy thì bạn ấy kêu là thu nhập của bạn ấy đang hiện tại đang rất là thấp, nhưng mà không biết là bạn nghe từ nãy giờ bạn thấy là cái mô hình trả thưởng của mình nó có phù hợp với bạn Kim Ngân không? Kim Ngân ơi, Kim Ngân ơi, em bật mic đi. Ngân ơi, đang làm báo cáo quyết toán thuế. À, tức là quyết toán thuế quý à? Chắc vậy. À, Ngân bật mic rồi này. Ngân ơi. Ngân ơi, em bật mic đi. Ơi. Đấy, đấy. Chào Tình Ngân. Nãy giờ vô nghe nhưng mà chưa có rõ lắm, nhưng mà chỉ biết sơ qua là cái mô hình này rồi. À, dạ vâng ạ. Kim Ngân ơi, vậy là bây giờ ví dụ nhá, Anna hỏi bạn một câu nhá. Để tức là hỏi một câu về một cái ví dụ là mình mà dành cho nó, ví dụ một cái công ty nào đó mình hợp tác mà mình làm việc rất là quyết liệt. Một ngày mình có thể làm việc cả 10, 12, 13 tiếng. Thì sau một năm, bạn muốn có thu nhập khoảng như thế nào thì bạn thấy là nó xứng đáng? Nếu mà tùy theo cái mức với lại cái khả năng của mình á. Nếu mà lúc nào mình cũng, chỉ cần bạn cũng làm đúng như thế thôi. Chỉ cần là bạn dành thời gian nhé. Để Anna giải thích chỗ lại một tí này. Nếu bạn dành thời gian, bạn làm việc cùng với Anna khoảng 12 tiếng một ngày bình quân đi. Anna chuyển giao hết cho bạn tất cả những gì mà Anna đang tiến hành. Sau đó rồi á, bạn dành thời gian như vậy, nếu mà bạn đồng hành cùng Anna một năm thì bạn thấy cái mức thu nhập khoảng bao nhiêu thì bạn cảm thấy là cái thời gian bạn dành cho nó là xứng đáng? Ai cũng mong muốn mình có được thu nhập cao. Thì của bạn là cao cụ thể là con số nào? Bạn nói một con số xem Anna xem là ở đây có cái chiến lược nào sẽ phù hợp với bạn đó. Anna sẽ tư vấn cho bạn. Khoảng 50 triệu một tháng. À rồi, ok. Thế thì Anna có thể khẳng định với bạn thế này. Ở Siberian Wellness, cái người mà lên mức thu nhập 40-50 triệu ấy, chậm nhất là sau 13 tháng. Bình quân là sau 8 tháng. Thế còn ở đội nhóm của Anna, cái mốc mà 40-50 triệu đấy là Anna đã đạt được sau 2 tháng. Và Anna đang chuyển giao những cái quy trình cho các bạn để các bạn nào mà nhanh mà có kinh nghiệm rồi ạ, có thể đạt được sau 3 tháng. Còn bạn nào mà tức là mình chưa kinh doanh bao giờ, mình trẻ thì mình có thể là đạt được trong vòng 6 tháng. Thế thì nếu như mà Kim Ngân đã là một người đã kinh doanh rồi và lại còn có sẵn những cái người mà tin tưởng đi theo mình rồi, thì Anna có thể khẳng định là nếu mà bạn thực hiện những cái chiến lược của Anna cung cấp, bạn làm với Anna, bạn dành cho nó một ngày khoảng 12 tiếng, thì sau một năm cái thu nhập của bạn nó sẽ nằm trong khoảng từ 100 đến 200 triệu là ít nhất. Là ít nhất nhá. Là một tháng hay là... Một tháng. Một tháng. Ừ. Sản phẩm của bên mình là nó gồm cái sản phẩm về chăm sóc sức khỏe rồi về da hay là như thế nào? Đúng rồi, mình có 3 dòng sản phẩm chính này: dinh dưỡng thể thao để điều chỉnh trọng lượng và dành cả cho những cái nam thanh nữ tú mà thích tập luyện thể thao. Thứ hai là mình có sản phẩm chăm sóc da, là có bộ bôi da trên mặt này, có bộ gọi là tắm tiết ở toàn thân, có cả những sản phẩm bôi kiểu bôi trị liệu như là dầu balsam hay là gel để bôi khớp á, cho đỡ đau, là mình có hết. Và cái số 3 là sản phẩm thực phẩm chức năng có khả năng trị liệu. Những cái thứ mà mình làm giỏi nhất á, ví dụ như là sinh lý nam nữ này, làm đẹp da từ bên trong này, cân bằng lại nội tiết tố này, nám niếc là mình cũng giải quyết được luôn. Xong rồi ví dụ những cái thứ mà tăng sức đề kháng rất cần như ở hiện tại, và ví dụ như Anna hay các bạn đi, khi mà chúng ta kinh doanh để chúng ta làm được, chúng ta là những cái người làm kinh doanh, cái thứ chúng ta cần là độ minh mẫn, năng lượng để mà chúng ta làm việc. Chúng ta cũng có những cái sản phẩm dành cho cái đối tượng đấy luôn. Rồi từ trẻ con đến mẹ bầu, đến người già, đến mất ngủ hay táo bón gì là có hết. Mà cái hiệu quả của nó là chỉ sau 3 ngày đến 7 ngày là người ta cảm nhận được rồi. Thế cho nên là mình bán hàng, thú thật với các bạn là mình không hề dành nhiều thời gian để bán hàng đâu ạ. Khoảng bây giờ Anna là hơn 80% thời gian là Anna dùng để mà Anna đào tạo.
Và chỉ bằng cái việc mà mình tạo ra một cái hệ thống nhiều người cùng bán hàng, mỗi người bán một ít, mỗi người dùng một ít, thì tự động là cái thu nhập của mình nó đã tăng rồi. Giống như vừa rồi Anna vừa nói là sau 6 tháng á, là kết thúc tháng thứ 6 là thu nhập của Anna là trên 100 triệu rồi. Thì cái đấy nó chưa phải là cái gì quá to tát, mà nó thể hiện là có một cái mô hình mà mình hoàn toàn có thể là đẩy nhanh được tốc độ thu nhập của mình lên, và nó dễ dàng để giúp mình trao giá trị được. Bởi vì cái tiền mình kiếm được á, phần thưởng mình kiếm được, nhà rồi xe ô tô, ở đây còn có những cái phần thưởng mà có được 2 tỷ rưỡi để mua nhà nữa. Công ty còn lo cho cả những phần thưởng đấy nữa. Có 1 tỷ 6 được thưởng để đi vòng quanh thế giới. Và khi đi hết sơ đồ trả thưởng, mình sẽ được tặng một cái biệt thự ở Hy Lạp trị giá là 8 tỷ 6. Tính cái phần thưởng thôi đã là 1 triệu đô rồi. Chỉ tính cái phần thưởng. Có nghĩa là cái sơ đồ mình tính theo cái cấp bậc mà từ lần 1, lần 2 tới lần 6 đúng không? Sơ đồ của mình á, là mình không giới hạn chiều ngang, không giới hạn chiều sâu. Khi bạn vào bạn tìm hiểu sơ đồ thì Anna sẽ giới thiệu với bạn kỹ hơn. Vì ở đây còn nếu mà mình đi sâu vào thì xem có còn ai có câu hỏi, mình trả lời những câu hỏi cơ bản trước, xong các bạn quyết định là sẽ vào tìm hiểu. Thì lúc tìm hiểu đấy mình sẽ gom lại để mình đào tạo cho người mới bạn ạ. Như tối nay Anna cũng có một buổi đào tạo cho người mới luôn. Nếu bạn nào mà muốn vào thì mình có thể vào luôn, để mình thấy là cái văn hóa của mình như thế nào. Hôm nay mình Anna đào tạo kỹ năng thì mình sẽ biết rằng nếu đào tạo kỹ năng thì mình sẽ đào tạo như thế nào, thì vào tối nay là mình hoàn toàn mình có thể có những cái trải nghiệm đấy. Tại vì mình cũng đang tìm hiểu cái bên dòng của Unicity á. À rồi, ok, Anna hiểu. Ở bên này có dòng thải độc đúng không? Đúng rồi. Ừ, ở bên này dòng thải độc của bên này có hơn 1 triệu thôi. Anna tin tưởng rằng nếu mà bạn dùng dòng thải độc bên này thì bạn sẽ cảm nhận được cái sự khác biệt hoàn toàn so với cả bên kia. Ấy, Anna có nhiều người đã dùng cả hai bộ và đã cho Anna cảm nhận rồi. Đó. Ê, bạn sẽ có cái tình yêu sâu sâu thực sự với sản phẩm, và bạn sẽ cảm nhận được là tại sao mà nó lại có thể phát triển được nhanh như thế, trong khi tất cả các công ty khác cùng ngành nghề với mình thì bây giờ đều đang suy giảm, hoặc đều đang nỗ lực để tìm cái cách mình duy trì thôi, chứ mình không thể tăng trưởng được, thì ở đây vẫn tăng trưởng. Thì tại mình thấy ở đây cái mức đầu vào thì nó cũng ok, nó giá nó cũng rất hấp so với lại tất cả các cho mấy cái bên công ty khác. Bên Juni thì bộ thải độc, nói chung là mình mới tìm hiểu thôi, với bộ thải độc với lại giảm cân thì thấy nó kết quả nó ok, và nó nằm sản phẩm nó nằm ở cái an toàn, quan trọng là cái vấn đề an toàn. Ừ, đúng rồi. Cái an toàn đó bạn, thì bạn hoàn toàn bạn sẽ hoàn toàn yên tâm, bởi vì khi mà nhập khẩu vào trong nước mình á thì các cơ quan nhà nước mình khắt khe lắm. Anna phải dùng đúng từ, rất khắt khe. Có lần nhá, cái sản phẩm yoga mới về Việt Nam mà Anna thấy nó ở trên kệ rồi, mình muốn bán quá, tại vì mình rất là dành về giảm cân. Mình biết là sản phẩm đấy mà được á, là sẽ rất là làm sẽ rất là dễ giảm cân, rất là dễ, bởi vì trước Anna làm phần thô đã được rồi. Thế mà mình không có cái cách nào để mà mình được bán, được mua sản phẩm đấy. Thế là hỏi ra mới phát hiện ra là cái giấy phép quảng cáo đang có một tí trục trặc. Thế là không dám bán đâu. Thế là từng bước một đều rất là chuẩn chỉ luôn á. Đấy, bạn hoàn toàn có thể an tâm là từng cái hóa đơn đỏ sẽ được xuất cho ngay cả khi bạn mua đơn hàng có 100.000 luôn. Thế thì Kim Ngân sẵn sàng vào cái quá trình tìm hiểu sâu hơn, để rồi chúng ta sẽ thảo luận những cái kỹ càng hơn, giải đáp mọi những cái thắc mắc của Kim Ngân để bạn có thể bắt đầu kinh doanh. Với những người mà đang kinh doanh như bạn rồi thì Anna tin tưởng là sau 3 ngày thôi là bạn sẽ hiểu rõ hết và có thể bắt đầu được rồi. Rồi, cảm ơn bạn. Cảm ơn Kim Ngân rất là nhiều ạ. Chị Đào ơi, nhánh của chị Đào, nhóm của chị Đào có ai có câu hỏi gì không ạ? Chắc chị Đào đang coaching rồi. Và như thế thì Anna rất là cảm ơn các bạn một lần nữa. Biết ơn các bạn rất nhiều vì các bạn đã dành thời gian để mà cùng tham gia cái chương trình ngày hôm nay. Và như chúng ta đã có thống nhất với nhau, những bạn mà đã giơ ngón tay cái, chúng ta hãy dành thời gian là 1 ngày đến 3 ngày để mình có thể tìm hiểu về Siri. Và Anna có một cái niềm tin chắc chắn rằng là sau khi các bạn tìm hiểu, các bạn sẽ có đầy đủ những cái lý do mà đủ sức thuyết phục các bạn. Và các bạn sẽ tin ở cái cấp độ trải nghiệm. Các bạn sẽ hiểu tại sao mà Anna lại dám sẵn sàng đóng cửa cái doanh nghiệp của mình để làm công ty. Tại sao Anna lại quyết định là dành 3 cái năm sắp tới đây để làm. Tại vì chúng ta đang đứng trước một cái cơ hội là cái dòng tiền trong xã hội dịch chuyển.
chúng ta sẽ chuẩn bị có rất nhiều bất động sản giá rẻ, chúng ta sẽ có rất là nhiều những cổ phiếu giá rẻ. Và Anna đang mong muốn là có một cái đội nhóm mà chúng ta cùng có được cái dùng những cái dòng thu nhập, và từ những dòng thu nhập đấy thì mình có thể sử dụng để mà mình mua được tất cả rất là nhiều tài sản, và từ đó thì dựa vào khủng hoảng chúng ta có thể vươn lên được. Khi mà có những cái sự biến đổi, chúng ta không thể nào chúng ta thay đổi được cái sự kiện đấy. Cái mà chúng ta có thể thay đổi được chính là cái sự linh hoạt của chúng ta trong cái việc là chúng ta nâng cấp cái những cái dòng tiền của mình lên, và chúng ta cho phép mình được nắm bắt những cái cơ hội để từ đó mà chúng ta hành động nó sẽ ra kết quả, và chắc chắn rằng là chúng ta sẽ cùng nhau đi hết được sơ đồ trả thưởng của Cyberian trong thời gian ngắn nhất, từ 2 năm dành cho tất cả những bạn nào mà hành động quyết liệt, và 4 năm đến 5 năm dành cho tất cả những bạn nào mà mình muốn là vừa đồng thời làm thêm một công việc khác nữa. Anna xin cảm ơn các bạn rất là nhiều, và xin nhờ cậy tất cả những cái tư vấn viên mà đã mời những cái khách mời của mình đến đây, hãy nhanh chóng kết nối lại, có câu hỏi nào thì giải quyết, và nếu không có câu hỏi nào thì mở mã số để chúng ta bắt đầu vào cái quy trình đào tạo ạ. Và tối nay thì Anna có cái phần đào tạo vào lúc 21 giờ đến 22 giờ 30. Chào đón tất cả các anh chị em vào với cái chương trình đào tạo vào buổi tối hôm nay ạ. Xin một lần nữa cảm ơn các anh chị em rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ thả tim nhá. Chúc buổi chiều vui vẻ. Hẹn gặp lại các anh chị em.